Chào mừng quý thính giả đến với kênh đọc truyện của Vân. Quý thính giả thân mến, Bùi Huy Phồn là một trong những nhà thơ trào phúng nổi tiếng với bút danh Đồ Phồn. Trong chuyên mục đọc truyện trước, quý thính giả đã được nghe Vân đọc truyện Khao của nhà văn Đồ Phồn. Hôm nay, Vân xin mời quý thính giả cùng đón nghe tiểu thuyết nữa của ông với tựa đề Một chuỗi cười, được xuất bản vào năm 1941. Cùng nghe để thấy được một phần của cuộc sống nông thôn Việt Nam đã rất gần gũi, nhưng lại rất ít người còn biết đến và quý thính giả nhớ để lại những lời bình luận của mình khi nghe xong câu chuyện nhé. Phần thứ nhất Chương 1 Thất văn Gì? Thất văn phải không? Nhờ xem đấy Bốn cái mặt thất vọng quay trầu vào một Tám con mắt hàn học đỏ ngầu lên ghen tức với hai con mắt ngạo nghế của kẻ sắp hạ ủ một ngọn lửa chiến tranh giữa năm người rất có thể sắp bùng cháy lên. Cũng may, lần này vẫn như mọi lần. Khi mỗi người đều tự lấy cái câu đành để mua vui rất cao thượng và thanh nhã ra an ủi lòng, thì bầu không khí khiêu khích ấy chỉ kéo dài trong giây lát thôi, để vội đổi ra bầu hòa khí. Một người đã gượng gạo cười, đưa tay ra sờ vào bài nọc toan đốc. Trong lúc đó, ba đồng chí khác sửa soạn ngại trắng bài mình ra, phân trần với người bên cạnh, Mặc dầu đã biết sẵn rằng trong giờ phút nghiêm trọng này, ai cũng muốn phân trần cả, thành thử không ai thèm để ý đến bài cả. Cây tiếng trẻ con lúc nãy lại lè nhè phát ra, nghe đã sốt cả ruột. Thôi, u ừ rồi, mợ về không cậu gắt. Gắt, này đây, một xu nữa là bốn rồi đấy, ông đi ra mua kem mà ăn cho nước ruột lòi gan ra. Bị đẩy một cái đánh thụp và được một đồng xu mới ném theo, đứa trẻ phụng phịu ra cửa. Thế nào, U chứ Một tiếng hỏi Tiếp đến tiếng thở dài Thổng mãi Hết ván này tôi đổi chỗ cho bác phán nhé Đánh chắc thế nào cho họ lợi Ủ sẽ không ra Ồ đánh đến phải bài thì thôi Chứ ai làm thế nào được Ngồi đầu cánh đến ăn kìm đánh đuổi là hết chứ còn gì Được Rồi để làm khám bài Tha hổ cho bác khám Khám gì Cái bác này ăn nói mới hay Bác bảo hay thế nào Bác muốn khám bài thì rồi tôi cho bác khám chứ sao? Có cái chỗ người lớn với nhau, chơi để mua vui mà thế thì tôi không thích. Cuộc khẩu chiến mở màu, nó chỉ đợi có người can thì đi tới thời kỳ kịch liệt. Nhưng không ai can cả, bởi vì trong năm người, trừ người có bài sắp được ủ không kể, bốn người kia ai cũng sẵn lòng khơi chiến với nhau. Chứ sao, theo định luật quốc tế của Tổ Tôm, không ai có quyền gây sự với người ù, dù chỉ người ù mới là kẻ thù chung chính thức của họ thôi nên họ đành gây sự lẫn nhau, dù chỉ là những người chơi để mua vui cũng vậy. Tình thế lại sắp trở nên nghiêm trọng, may làm sao của hòa bình bỗng được cứu vãn khi người ù vừa lúc ấy đẩy cây thất văn ra. Thôi an đi, không ổ được, chưa có lưng. Bốn bộ mắt hàn học vụt trở nên hân hoan, cả tám con mắt buồn thỉu vì thất vọng đều sáng ngời lên vì hy vọng. Đã đành rằng, người chịu cái số phận trái lại là mợ tham, Bài mở tham lên tay Bạch Định mà thập thành ngay. Nhưng thập thành không lưng mới ác cho chứ. Chỉ nổi phòng tam văn mợ mới ủ được. Mở gọi thất văn. Vì bài mở nó xoay ra như thế này. Một phu bí thất. Một phu bí tam rồi tam văn. Một phu sọc tứ. Ngũ. Lục văn. Còn toàn bài tròn cả. Gọi thất văn. Vì mợ tưởng tam văn có thể xoay dọc với tứ. Ngũ. Lục. Còn tam vạn. Tam sách. ủ với thất văn lại nảy tôm. Nhưng khô nỗi còn rơi một tam văn nữa không biết đẩy đi đâu. Chỉ vì cái của nợ cứ đứng bám mợ hoài, làm mợ dối trí lên, chứ mọi khi mợ sáng nước và cao lắm. Còn cái gì thứ của nợ ấy? Nhưng đã là nợ, thì cái của ấy tất nhiên lại đến. Lần này, nó giằng tay mợ bằng bàn tay còn ướt đẫm nước kem. Cậu bảo mợ về ngay, có dây thép ở nhà quê của bà đánh lên đấy. Những người kia đều trông dồn vào mặt mợ tham, lo lắng hơn khi mợ gọi cây thất văn lúc nãy có giờ mới hiểu được họ sợ tốn phí mất suốt góp một hội bài để phúng người mẹ bạn hay là sợ tan mất canh bài đương vui. Muốn đo đắn mợ tham, mợ phán bưu chính, một bà ít tuổi nhất trong bọn. Có dây thép của cậu mày thì có. Mọi người đều cười gượng để chữa cho câu khôi hài ấy đỡ nhạt phèo. Bà Tuần, cao tuổi và đường bệ hơn cả trong bọn năm người. Và cố nhiên canh bạc này, bà đã đại thắng hơn cả, nên mới nghiêm nghị bảo. Có lẽ ở nhà cụ lại mệt. Thôi, ta đánh nốt ván này rồi nghỉ, để bác tham cũng nên về xem. Bà thứ ba, bà đốc thúy, buồn nàn, buông rằn cả hai chục cây bài xuống chiếu. Bà toàn không nói, nhưng sợ không ai hiểu nổi cái cử chỉ cao siêu ấy, lại phải buồn mồm. Thua đúng 14 đồng, bây giờ mới được trò một ván. Tổ tôm đánh ít ra phải mãn canh mãn vỏ, dở giang vài bốn hội chỉ oan. Bà thứ tư, vốn rộng rãi hơn hết về tiền tài, vì ông tổng sự ở tài chính Đông Dương đưa tay sang đống tiền trước mặt mợ tham gión lấy một hào. Đoạn cất thứ giọng ăn tiêu rất phóng túng. Thôi này, bác cho cháu đi mua phở hay mua kẹo ăn, đừng quấy mợ, cháu tôi ngoan lắm. Riêng có bà thứ năm là mợ tham, vẫn có một vẻ bình thản của dân anh cát lị. Đường chăm chú nghĩ nước bài, thấy bà Tuần nhắc lại câu dục mợ về như nóng ruột thay cho mợ lắm. Mợ mới cáu tiết gắt bâng cua. Giày thép với dây đồng gì? Thế nào? Bác phán có ăn thất văn không? Tôi cũng bốc cho chóng hòa chứ. Bài này u y gì được? Tỉnh thực, mợ phán gạt cái bài ra. Mợ tham thấy người trên cánh bị trung kế mình. Vội hạ phu bí thất xuống ăn. Rồi tiễn một cây tam văn đi với một tiếng thở dài mát ruột. Bài mợ nảy tô mà vẫn thập thành. Thẳng con mợ đứng bên lại rục. Mợ, về đi mợ. Họa với nó, tiếng vú giả hớt hải do cậu tham mới sai sang. Bẩm mợ, có dây thép ở nhà quê của ông cả đánh lên Nói cụ nhà mệt nặng lắm Cậu còn bảo mợ về ngay Mặt mợ tham bỗng tái đi Tay mợ cầm bài bỗng run lên Ai nấy đương trò ở mợ một tiếng hét Một cái ngã vào xuống giường Hay ít ra Một chàng khóc giống lên khi nghe cái tin xét đánh ấy Người ta đã đoán chúng Vì quả nhiên mợ hét lên Ơi mẹ ơi Thế là tôi mất ủ tam văn Chỉ nói được thế thôi Rồi tuy không ngã vào xuống giường Mợ cũng lặng ngất nhìn cây bài ở nọc bốn lên. Sự đau xót để nghẹn cổ. Nhưng người cuối cánh bị nhái cây tam nữa. Không ăn được. Người dưới bốc nhất vạn. Mợ gieo lên khoái trá hạ ù và rõng rạc sướng. Thông bạch định tôm. Phần trần về nước bài khó khăn. Trong khi để cho làng xem xét xong, mợ tươi nở đếm lấy số tiền được và dông lấy chỗ tiền gà. Tám đồng bạc một ván bài. Sổ lương của cậu tham cặm cụi kiếm hai ngày. Nào phải ít. Bây giờ mợ mới đủ tỉnh tâm đề nghị đến bà cụ nhà đương ngác ngoài. Nhưng đồng thời mợ cũng tiếc rẻ hội bài đương lúc đỏ. Mợ khe khẽ thở dài và lầm bầm kết luận trong lúc phải ngần ngại mãi mới đứng được lên. Chương 2 Trời không bão cũng không mưa thiên hạ đương buổi thái bình ấy thế mà cả cho đến cái phố chính của một tỉnh thượng Xu. mới 7 giờ chiều đã vắng ngắt và tối đen như một đêm đương phòng thủ thủ động riêng trong một căn nhà trông không có vẻ gì là một hội viên ánh sáng nhưng đã được mệnh danh cho cái tên gaconia tốt đẹp một bảy thiếu niên sáu người nửa trai nửa gái đương cùng nhau họa đàn và ca hát và bình phẩm về âm nhạc mỹ thuật văn chương họ ca hát những điệu rất tây bình phẩm về âm nhạc cải lương nam kỳ về mỹ thuật cùng một vài tờ báo kể cả giấy đắt mới trị giá đến Nam xu bằng một thứ văn chương quá bạo nên không ai dám chép trong việt nam từ điển họ xưng hô với nhau bằng những danh tử xa lạ với bọn người còn có biết một tí gì là giáo dục nhưng biết làm thế nào vì họ là những người của văn minh họ phải nhận cái trọng trách đã đành rằng chẳng do ai giao phó cho dẫn đồng bào tới con đường văn minh vậy thì họ phải hy sinh cho văn minh bây giờ họ đàn địch đã xong họ đứng lên khiêu vũ chẳng may cửa ngoài bỗng có người đập một trai run run giọng hỏi ai có phải nhà mẹ Sư Lưu đây không? Ra mà nhận dây thép. cả bà chàng đều thở dài yên xạ. họ đều muốn chạy xô ra cửa để xem cái dây thép gì mà bất lịch sự thế. thì Lưu đột nhiên càng tái mặt gạt hai bạn để tiến lên. ký nhận vào sổ xong cũng chẳng kịp cảm ơn người đưa thư. chàng vừa run vừa bóc giấy ra xem. nhưng mới đọc được vài chữ đã vò nát đút vào túi áo. đường vui vẻ trải chung, Lưu bỗng hòa đam chiêu tư lự. chàng quên hẳn rằng mái tóc chàng vốn là nơi cấm địa dẫu có ngứa đến chết cũng phải gãi ra chỗ khác bẻn đưa tay lên xạo sục như muốn rứt ra từng mảng một trong khi chẳng nhấm cơ hồ đến hát ngón tay khác ở trong mồm nhưng đến lúc quay vào thấy các bạn đều dồn mắt nhìn mình lưu lại phải vội vàng gượng tươi tỉnh hẳn lên một loạt tiếng hỏi nhau nhau dây thép gì thế lưu lưu chặt lưỡi rún vai tỏ vẻ chán trường người câu xin mệt mà cái mặt mày cũng tái đi thế kia nếu en chết có phải phúng không mày lại làm hao của chúng tao mỗi đứa mất vài châu phở ồ chúng mày đùa thế tao không thích chỉ bậy thôi nếu câu xin nó thực thì cũng nên phúng phải không chị bích vân người con gái có tên là bích vân đã từ trong bếp chui ra cùng hai bạn vì còn mải rũ sạch mồ hóng bám trên mái tóc nên vẫn lặng im liếc thấy vân bạn tình trầm mặc lưu lo lắng e vân tin thực những câu bông đùa quá thân mật của các bạn nhưng lúc đương dối trí Chàng chỉ biết cải chính bằng ấp úng Nhắc lại những câu nói trước Đùa thế thì tao không thích Chỉ bậy thôi À thằng Lưu nó sợ chị nó chúng mày ơi Nhưng sự thực là thế kia mà phải không Vân Kia ngồi thần ra thế Lưu ngước nhìn Vân bằng cặp mắt ban lơn cầu cứu Thì vừa hay Vân lại nhạt cười Tôi im là đương mải nghĩ sẵn một bài thơ Để khóc người tình địch của tôi nếu có chết Cả bọn lại cười ồ Riêng Lưu chàng đã tức uất lên mấy bận chàng thỏ tay vào túi áo toàn móc tờ dây thép ra dí vào mũi mọi người và cả nhân tình để cho họ biết đó là một chuyện không ai có quyền diễu cợt được nhưng toàn thế rồi nghĩ thế khác chàng lại thôi người ta đã thấy ở chàng lưu sống sượng hóm hình tinh quái nói tóm lại một chàng lưu có đủ đức tính chơi nhất của tài hoa son trẻ hà thành lần đầu tiên có một cái gì ngượng ngập có một cái gì hiền lành nên người ta lại thay phiên nhau diễu cợt chàng để trả thù lại những khi chàng giễu cợt nhưng đã hoàn toàn như người đần độn lưu hết gượng cười đùa thế thì tao không thích đến nghiêm chỉnh các toa đùa thế thì moa không thích mà chẳng ai chịu không thích đùa như chàng cả lưu đành y mặt ngồi im để giận những người bạn quá tỏ ra thân mật với chàng hay để tìm lấy một phương châm xử thế thương hại cho lưu một người bạn thân nhất của chàng đã thôi đùa đổi đầu đề cho câu chuyện sống dưới ách gia đình như thằng lưu cũng khổ Hôm nọ mẹ chết Hôm nay con xin chết Rồi biết đâu mai ngày kia Cái lão anh cổ lỗ của nó chẳng quy tiên Ồ, ồ Đó là những người mà nó thân yêu Đã tưởng gỡ cho lưu thoát nạn Không ngờ lại hiến họ một đầu đề khác Để họ châm chọc hắn Người ấy vội nghiêm nghị một cách phi thường Thật vậy, chúng mày xem Người nói hùng hồn quá Khiến câu chuyện biến thành một cuộc diễn thuyết Mà đã có diễn thuyết Át phải có vỗ tay khen ngợi dù diễn giả chỉ cho ra những tư tưởng đem phát mại, không đắt ở tầm tầm. Lưu là người thứ nhất đứng lên vỗ tay, rồi cả bọn vỗ tay. Duy một gái có tên là Nguyễn Thị Bùng, biệt hiệu Minh Châu, nhưng ai cũng bỏ tên trước gọi tên sau, không vỗ tay, vì nàng phản đối. Các anh bây giờ đi làm được tiền, các anh có lý không cần đến gia đình. Nhưng chúng tôi từ một xu phấn, một xu kem đến một cái áo mang tô chưa có về vụ rét này. Nhất nhất cái gì cũng phải báo đến nhà, thì các anh tính hộ sao chỗ đó. Cả bà trai đều hoảng lên vì trột dạ. Không phải hoảng vì câu nói rất hợp lẽ đó, song vì tiền lương tháng của mỗi chàng được có 15 đồng dĩ thượng, Xoay cho đủ tiền cơm và tiền thọ giặt cũng còn chật vật, thì giết ai ra mà sắm cho các bạn tình một xu phấn, một xu kem, đến cái áo mang tô vài chục bạc, để bạn tình có thể nghe họ làm cái việc thoát ly gia đình, giải phóng cá nhân. Nhà diễn giả đành không biết tính sao. Thế rồi bầu không khí nặng nề cứ dần lên bao phủ trong phòng. Người ta đã cố uống rượu, đã cố khạc nhổ, và có người đã ư ử, ừ, sắp mở màu ca một điệu hát Tây, cũng không sao xua đuổi được nó nữa. Một người đã lấy lưu ra làm cái đích để gây lại sự vui đùa lúc trước. Hắn cho câu này là lý thú lắm, nên hãy đưa duyên bằng một chàng cười. Khốn thay, câu khôi hài nhạt quá, và cũng đã bất hợp thời, nên trừ hắn ra chẳng khiến nổi cho ai buồn cười nữa. Không những thế, nó làm cho họ bực mình thêm. Nhất là lưu, lưu càng bực mình thêm chàng đã ác cảm lây sang tất cả những người có mặt ở trong phòng dù cái nguyên nhân đáng ghét nhất lại vẫn là lá bưu điện chàng tiếp được từ lúc nãy đến nỗi lúc bè bạn ra về lần này là lần đầu tiên lưu thấy sự vắng họ là một giải thoát một giải thoát còn khoan khoái hơn là được giải thoát cá nhân vì lưu được tự do ra bàn ngồi tự do bứt tóc nhấm tay nghĩa là chàng được hoàn toàn tự do để tức mình có phát khóc lên nữa cũng không sao khi móc túi giở ra xem lại tờ điện tín nhưng cũng vẫn lại như lần đầu lưu mới đọc được vài chữ trong thư đã lại mắm miệng vò nhầu nát trong tay tờ giấy đã bị nhầu nát sẵn chàng buông cả hai tay quật trên mặt bàn cùng với hai chân dậm trên mặt đất và ôm mặt thở dài chương ba hậu thế nói dại dột nếu có một nhà sử học thất nghiệp nào đem lưu danh thiên cổ những vị chân chính anh hùng của lớp người chúng ta này Át cũng sẽ chẳng quên cái hạng liệt nữ Đã tạo nên cả một thời thế cho chư vị anh hùng đó Bà Hàn Xuân cũng là một trong hàng liệt nữ Để trong việc buôn bán Có chút tên gọi cho dễ đường giao thiệp Bà thường thành thực thú với chỗ thân Cái tính bà vốn nhũn nhặn đấy thôi Chứ thành thực mà nói ra Bán gia tài mua danh phận cho chồng Ai chẳng mong được chút thơm lây Nhưng đó cũng là lỗi ở một phần rất lớn Chả trách rằng Bà Hàn Xuân thường vẫn phản nàn với chúng bạn rằng trời đã sinh lầm bà vào kiếp đàn bà. Nếu được là đàn ông giữa thời buổi này, bà cũng làm nên đến chức cai, phó tổng. Âu đó cũng là một lẽ thừa trừ của tạo hóa. Vì biết đâu trong lúc ấy, ông Hàn lại chẳng phàn nàn rằng trời đã sinh lầm ông vào kiếp đàn ông. Nếu ông là đàn bà giữa thời buổi văn minh này, dẫu chẳng dám tài hoa son trẻ như một cô gái tân thời, ông cũng không chịu một ngày hai buổi chùi quét gậm giường hoặc phơi tạ con thay vú em để vú còn đấm bóp cho bà đỡ mệt bà là người rất đàm tuy phải cái rất khoe khoang đối với công việc nhà chồng cũng như công việc nhà mình hàng xóm láng giềng hỏi ai là không biết đến một tay bà phải lo từ cái rỗ rối một con gà giò trở lên đến cây rỗ to năm châu bảy lợn đối với mẹ chồng bà là nàng dâu rất hiếu đạo tuy phải cái cũng hay đem ra ca tụng những tinh xấu của mẹ chồng với mọi người như bất cứ một nàng dâu hiếu đạo nào khác nhưng may nhờ có những nàng dâu hiếu đạo ấy các bạn gái hậu sinh mới biết được những bà già nào khi sinh nở vội rơi rau cải có máu xấu xạ vì vội rơi ốc mẻ có mán ăn vụng vì vội thèm thường để liệu mình mà tránh cho xa riêng bà hàn xuân mỗi khi có quá vui mồm kể nhỏ với chị em rằng mẹ chồng bà ăn vụng hay xấu xạ bà vẫn không quên ái ngại thở dài mà chỉ để cho đó là do cái bệnh già đái tật bà cụ cứ kể cũng đáng cho bà hàn thở dài ái ngại sáu bảy chục tuổi đầu tiếng ba trai hai gái và cháu đàn cháu đống mà lúc khỏe khó được nhờ lúc ốm khó được thuốc thang còn cả ương ương dở dở thôi thì cũng cứ thế một đời nhà vốn đại gia vọng tộc chứ có hèn kém cho cam ấy thế mà quanh năm thờ phú với nhật trình nói là cái nghề cao quý là tự do so. âu cũng nôm na là cha mách qué giáo đã thế thì chớ thấy em nhờ ơn vua lộc nước lại còn lên bộ mặt đến buồn cười rồi nói sỏ nói xiên còn thứ hai là ông hàn chồng bà mới lại cắn hạt cơm không vỡ. Mẹ mắng không dám cãi, anh Diễu không dám cãi, mà vợ động mắng là chỉ dọa bỏ nhà đi, kéo xe cho xấu mặt bà. Được cái đức hay làm bù lại, làm bất cứ việc gì, không quản giờ giấc nào. Có khi thấy con đòi thằng nhỏ làm ngứa mắt, ông cũng tranh lấy để làm. Ấy, chỉ được cái nết ấy là vừa ý bà thôi. Nếu không nốt thì bà cũng đến đau khổ lắm. Cũng may mà sớm biết thời. Chà, của ruộng đắp lên bờ cho làng nước trông vào. Chứ những như ông cả với ông ký ba thì ai là người vị nề? Nói đến ông ký ba mới lại can trường cho bà chứ. Cũng thân danh là một ông ký lục tại tòa máy nước chứ đâu phải nhỏ. Lương tháng những đâu ba bốn chục, xong lại nói dối chỉ có 15 đồng để răng hoa đĩ bậm. Chẳng được xu nhỏ gửi về cho mẹ, mà nhiều khi còn giả đau giả ốm, viết thư về nã tiền nhà. Ấy là bên con trai. Con gái lớn là cô Tham, tiếng chồng đi làm một tháng hơn trăm, mà cứ chưa hết tháng hết tiền thì ra chỉ nghĩ đến đánh bạc mẹ ốm kéo con đàn con đống về ở hàng nửa tháng chẳng biết đưa cho mẹ được bao nhiêu tiền uống thuốc nhưng lại có ý suy tị với bà suy tị thế nào được với bà dẫu rằng bà có nhờ ông tham và dẫu cứ nói là chỗ anh em không lấy xu nào nhưng cứ nay giật tạm vài chục mai giật tạm mươi đồng cũng qua món hậu tạ rồi nào bà có ơn huệ gì mà toan suy tị cho nên đáng đưa cho mẹ chồng 10 đồng bạc, đã hay suy tỉ bà chỉ đưa có nửa số ấy. Lấy cái lẽ rằng bà chọc tức đây cho mà xem. Nhiều tuổi như vậy, nhưng chẳng có được bằng em đâu. Còn liền nó lại còn hiếu thuận. Mỗi lần nghe tin bà cụ mệt, là nó cứ khóc lên rừng rức. Tiếc cái nó còn phải ở với ông bà Hàn Nhân, học buôn học bán, để gánh nước thổi cơm và trông nom các cháu. Nên chưa kiếm ra tiền. Còn mấy mặt con dâu như vợ ông cả với vợ ông ba, thôi thôi xin đừng nói đến những bà dâu ấy thêm buồn để tóm kết lại trong các dâu con bà cụ may là được bà hàn xuân ăn ở thực có lòng không có tay bà anh em ông xuân trừ ông cả ương ương dở dở ra chưa dễ đã hiền đạt như ngày nay mà nói cho cùng không có tay bà mẹ ông xuân chưa dễ đã sống thêm được đến ngày nay để trông thấy các con hiền đạt nữa công của bà to lắm của của bà to lắm Nói ra thiên hạ chúng nó lại sắp bảo bà cậy mình cậy mày, mà không nói ra điều hay hát quãng vắng bà lại hóa ra đần. Anh chồng bà chép nhật trình chả phải chép chuyện đâu xa. Già hắn cứ chép ngay chuyện bà vào nhật trình để cho cả bản dân thiên hạ đến xem thì bà cũng chẳng tiếc gì mà không thuê hắn hai đồng bạc để đi uống rượu. Khốn nỗi hắn đã ương ương dở dở thì biết đâu đến mà làm cái việc lợi ra ích quốc ấy. Vậy thì bà Hàn Xuân lại phải nóng lòng chờ để dốc bầu tâm sự với người bạn thân nhất đời đã hẹn bà sẽ đến chiều nay. Một sự tình cờ rất tiểu thuyết vì ai như tiếng người bạn ấy đường cãi nhau với tên phu xe hỗn sược ở trước cửa hàng kia. Vội quay nhìn trong nhà thấy ông Hàn vẫn còn đương xoay trần bỏ quần lá tọa ra đánh chiếc ống phóng đồng. Bà hớt hải đứng phát lên hớt hải vơ chiếc áo ném cho ông và hớt hải quá nói chẳng ra hơi nữa. Những cử chỉ này đã được ông quen thuộc cả xong vì muốn làm dán cho xong nốt việc ông chưa kịp tuân theo mệnh lệnh đã bị bà vừa đẩy vào lưng cho một cái khá mạnh vừa rít lên một thứ sọng của những bà vợ đàm của ông chồng hiền từ khỉ lắm nước đem vào nhà sau mà đánh đi khách người ta đến kia rồi cô muốn đần ra cũng mặc cái áo đoạn đi đôi giày ban vào cho tôi nhờ một tỷ ông vừa xách ông phóng chạy khỏi thì khách người ta đến thật chủ khách chào nhau bằng một hân hoan giả dối như của tất cả các nhà giáo hay tự nhận là nhà giáo tuy trong thâm tâm chủ vẫn chưa hết tức người chồng thô kệch và khách cũng vẫn chưa nguôi giận tên xe láo xược đã bắt bí mình không có tiền lẻ cầm cả đồng năm xu không trả lại một xu thừa nhưng những cầu khách sáo không đúng mốt đã bị hai cửa miệng đưa ra làm cho chủ khách đã khuây khỏa hàn lòng và quên phát được tự sự ngay lúc ấy thầy khách còn mải đứng ngắm nhà chủ mời lần nữa kìa rước bà chị ngồi chơi chả mấy khi rồng đến nhà tôm mà nhà cửa chật hẹp quá bà chị cứ dậy thế chứ nhà tôi chưa chắc đã bằng cái bếp của bà chị đây thưa quan hàn nha đi chơi đâu vốn chẳng đường nhanh trí khôn như mọi nhà trường xà mới gặp thời bà hàn phải trỏ vào trong bếp thét con sen quạt nước nhanh lên để lấy thì giờ nghĩ câu biến báo rồi bà cũng bình thản đáp thưa ông hàn cháu đương xem sách trên gác ạ à? ấy cả ngày chỉ hết xem sách lại xem báo của bác cháu bảo tòa báo họ gửi biếu cho như quan hồng nhà còn trông nom đỡ bà chị được những đại thầy trong nha. Trả bù với ông Hàn tôi. Người lười lắm mà. Dạ thế quan hồng nhà độ này vẫn được mạnh. Ca cổ ca cậu vẫn ăn chơi. Và hai cụ cố nhà. Hai cụ vẫn ở ấp trong quê. Chúng tôi cứ bảo sang chơi hầu ông bà. Thành thử cụ cháu mệt nặng. Phải đánh giấy nhời lên. Chúng tôi cũng mới về quê lên hôm kia. Cửa hàng cửa họ còn bận quá. Nên chưa sang được ạ. À. Bà tưởng nói đến câu này thì mấy mà khách chẳng phải hỏi thăm xem mẹ chồng bà mày thế nào. Để bà được dốc bầu tâm sự. Không ngờ vừa thấy chớm đến vấn đề mẹ chồng nàng sâu, khách đã viên ngay lấy cơ hội đoạn dốc ra trước mắt, rồi cứ thao thao bất tuyệt. Khách kể một mạch hết chuyện nhà, chuyện cửa, đến chuyện chuồng tiêu, bếp nước, có tới nửa sò mà vẫn chưa muốn thôi. Khiến bà Hàn Xuân đã bứt rứt phát lo. Lo rồi đây có lẽ nói xong chuyện mình, khách sẽ về thì chuyện bà, bà kể với ai, xong chửa lo bằng có lẽ ở thế gian này ngồi tài đàm của bà dễ đến bị khách tranh làm bà chủ mất bà đã bắt đầu chỉ ư hữ không nghe những chuyện quá nhảm của khách bà đã bắt đầu cướp hẳn lời trong câu chuyện khách để kể chuyện bà xong năm bảy lần đều không thắng lợi rồi chẳng làm sao được bà đương tìm những tính nết xấu để có thể ghét một cách chính đáng người bạn thân nhất đời ấy thì vừa lúc khách nghỉ mồm kể lấy hơi thế là được dịp cho bà hàn xuân kể lể đến chuyện mình Bằng một giọng tha thiết Bà chậm rãi kể lại cảnh làm dâu của bà Từ năm 12 tuổi tới nay Bà kể ra cảnh nhà chồng thế nào Khi chửa có bà bước chân vào làm dâu Rồi thế nào khi đã có bà Bước chân vào làm dâu Những cay nghiệt của mẹ chồng Những ương ách chồng lòn của chị em chồng Xong cũng vẫn như những đức tinh hiếu đễ Nuốt cay ngậm đắng của bà Bà đã nhớ kể ra không quên sót một điều Chỉ cái điều bà đã quên sót mất Là bà kể ra những chuyện ấy Với khách lần hôm nay nữa không biết đã là lần thứ mấy Bây giờ bà mới nói đến biết bao nhiêu là cao Là sâm, là nhung Là tiền thuốc thang cúng lễ ấy thế mà chị em chồng bà còn bà khẩu Bảo những cao đó là cao lợn Sâm đó là gốc rau rền Nhung đó là nhung máu chó Khiến bà tức đến uất người lên Cũng chẳng buồn cãi rằng Bà đã mua đổ đống các thứ đó Những năm đồng bà của một tên nhỡ độ đường Nó thú thực rằng Toàn là những bảo vật mà nó ăn cắp được khi còn bồi cho một quan án ở Thượng Du. Thôi, bà chỉ biết ăn ở với quỷ thần hai vai, bà chỉ biết ăn ở với giời. Chưa quả tình có bóng đọi làm chứng cho bà, mẹ chồng bà ốm thập tử nhất sinh, mà khắp con lớn con bé, không ai giỏ được lấy một giọt nước mắt là có nào. Riêng bà, chỉ là dâu, bà đã thao thức khóc mấy đêm ngày, đến mãi hôm nay đây vẫn còn sưng cả mắt. Bà chỉ thương mẹ chồng bà chết, bà những cầu rời khấn Phật, hãy phù hộ cho mẹ chồng bà qua khỏi, mà sống thêm lấy vài mươi năm nữa Để chứng kiến những sự vinh hiền của các con Tới đây như không cầm được lòng Như xúc não quá rồi Giọng nói bà đã nghẹn nghẹn Nước mắt bà đã dưng dưng Bà đã đi xỉ mũi hai lần Nhưng bà còn đứng muốn kể thêm Bây giờ bà mới sắp kể tỉ mỉ Đến những đức xấu của mẹ chồng bà Để tỏ thêm ra cho khách rõ Bà càng hiếu đạo Để mới chịu đựng nhịn nhục đường nổi đến thế nào Thì ô hay, xảo khách đã vội đứng lên cáo biệt Bà đã cố giữ lại nhưng khách không chịu ở. Bà tự vấn chuyện bà can trường thế, sao khách chẳng ở mà nghe cho hết. Bà ngẩn mặt ra vì tiếc, nhưng biết làm thế nào khi khách đã cả quyết đứng lên. Bà đành đứng lên theo, hai tay nâng tiễn khách miếng trầu, vừa nói một câu an ủi khách và cũng để an ủi lòng bà vậy. "Thôi bà chị ạ, à, ta cứ ăn ở cho phải đạo, để ca cụ vui lòng sống lấy vài mươi năm nữa, còn ai ở bạc với ta đã có rồi." "Vâng, đã có rồi." Khách vừa đi khỏi thì người chạm đến đưa thư Thầy nói là dây thép Mà dây thép đâu lại đánh vào 7 giờ tối này Bà Hàn vội vàng cầm lấy Rồi gọi ông Hàn đương xem sách trên gác xuống xem Té ra là dây báo tin mẹ chồng bà hấp hối Bà bỗng tái người đi Bà nguyết ông Hàn một cái nguyết xài của trách Để nội chất phác như ông Ông cũng phải nhận thấy là mình đã phạm vào cái tội Tại sao không tái mặt như bà khi đọc tờ điện tín Ông đành cúi xuống để nghe lương tâm cán rứt Và để nghe bà sau khi đã gieo mình xuống sập Như quên đứt mất cái mặt ông còn có đấy Bà nghiến chặt hai hàm răng lại Để cho lọt bay mấy tiếng rít ra ngoài Sáu bảy chục tuổi đầu còn sống mãi Sao chẳng chết ngay từ cái bận ốm trước đi chương 4 Sao bà cụ chẳng chết ngay từ cái bận ốm trước đi Vốn có một tâm lý cổ điển bất hợp thời Có dễ đã từ thuở Tây sang Bà cụ tưởng rằng với những công mang nặng đẻ đau Với những công củ lao dưỡng dục xưa kia Bà cụ có quyền sống thêm lấy đôi ba năm Giảm bảy tháng hay một vài ngày Để hưởng lấy một chút xả nhân bên cạnh các con Và trái lại Nếu chẳng may trời bắt sớm quy trần Đó là một điều rất thương đau cho họ Bà cụ tuổi nhiều Thành suy nghĩ đâm ra lẫn cẫn Xưa kia khác mà bây giờ khác Bây giờ đây Nếu ở người mẹ hiền từ còn sót lại được cái gì Trước mắt những người con trí hiếu Đó là những đái tật Những đau ốm với một cái xác người Eo ơi nào có da người. Đôi mắt thì lõm xuống như đôi chiếc hang không đáy. Đôi lưỡng quyền thì lại nhô lên cao quá để làm tăng bẩy sâu cho cặp má gian xeo. Dưới khuôn mặt bé chót hình đít quả roi, chiếc mồm co rúm để cô sức làm đẹp bằng tỏa ra những nếp xung quanh. Xong những người lớn cứng bóng vía không sợ ngáo ộp như trẻ con thì họ lại có cảm tưởng đó là một chiếc túi vải đường gạo của kẻ ăn mày khi thắt miệng. Nước da tái nhợt, trông như vì mới vớt ra khỏi nước. Nếu quả nhiên không vì bà cụ rét quá, đói quá, ít thuốc thang săn sóc quá, như lời cải chính cần kíp của các con trai gái rằng, bà cụ có thiếu gì chăn bông áo kép, có thiếu gì của ngon vật lạ, có thiếu gì quế tốt xâm hay, chiếc cổ trông mới càng ghê. Nó ngẳng ra và nổi hàn nổi đốt như ghép bởi lò xo, làm người ta phải hết sức ngạc nhiên. Sao còn nối nổi với cái sọ đầu toàn xương to tướng? Nó lại kéo mạng lên như cái cổ rùa, mạng vừa dai, vừa thẳng, nhưng dù còn đáng sống ở đời vì có công đội đá, chưa bà cụ sống thêm một ngày, càng làm bận cho con cháu thêm một ngày. Đối với bà Hàn Xuân, bị đình trệ trong việc buôn bán là sự đã đành. Đến cả ba hai 200 vừa mới mua xong, bà cũng định bụng rằng, mẹ chồng có mệnh hệ nào, bà sẽ để riêng ra để ma chay. Trước là báo hiếu mẹ chồng, sau là rửa mặt với làng xóm chị em, chứ bà đâu có tiếc. Trò dẫu trong trận ôm trước đây, Mẹ chồng bà đã làm bà tiêu tạm vào số tiền đó ít nhiều Thế mà nói có quỷ thần hai vai Bà chẳng dám hé răng ra phàn nàn Hay tiếc rẻ những xa phí về đồng quả bánh Về đồng tàu xe lấy nửa điều Mà chỉ có ân hận về chỗ thuốc thang cho một người già Trước sau cũng đến một lần phải chết Xa phí về tàu xe Âu cũng nhân một dịp để bà về quê thăm họ thăm làng Rồi cũng để bà nghe làng Họ gọi bà là bà Hàn Xuân Cho bỏ với lúc chỉ có ba tiếng bác Đĩ Xuân nghe nó thực dân đen quá. Xa phí về đồng quả bánh, đã đành với xóm làng thì ba hào một trăm bánh khảo có nhân, thế cũng là quý chán. Chết phải cái khi ra tỉnh, bẻ bạn toàn những quan hồng quan cửu, thì cái quà nó cũng phải cho ra cái quà, có tốn cũng chỉ tốn về chỗ đó thôi. Xong lại cũng là món nợ đồng lần, mình xử lịch sự với người ta, thì người ta sẽ xử lịch lại với mình chứ đi đâu mà thiệt. Duy có xa phí về món tiền thuốc men cho một người già Trước sau cũng đến một lần phải chết Đấy mới là một món tiền vứt đi vô ích Nhất lại nó có thể Làm cho đám tang bà cụ sau này Bị kém phần trọng thể Để người ngoài còn ai khen ngợi nữa Thì thực chán mớ đời Mà thuốc thang có lành mạnh được vài ba năm nữa cho cam Vòn vẹn chưa được lựa chọn này Lại dây thép Lại ốm nặng Lại đi lại Lại tiêu phí thuốc thang Khiến ai mà chẳng bực ngạt người lên được Đối với mợ tham Mợ mới lại càng bực nữa nào phải một bận này bà cụ mới làm tan của mở canh bài hương đỏ. Hàng năm bận mười bận rồi. Có những như để thế phiền lụy riêng cho mợ thì mợ cũng đành. Đằng này đây, mỗi lần bà cụ ốm đau. Tức lại là một bận làm phiền lụy lây đến nhà chồng. Mợ thấy thực là tủi nhục. Xuất giá tòng phu, mà có con phải nghĩ vì con, có chồng phải gánh sang sơn nhà chồng. Ai cũng thế chứ, có ai đã đem thân xuất giá, cứ nay phải lo đến việc nhà mình, mai phải lo đến việc nhà mình. Cũng may mà bố mẹ chồng mợ đều đã sớm quy tiên Càng may hơn là ông tham chồng mợ là người tâm địa phổi bò Tuy vậy, thấy người ta càng xử sự, sự chu đáo với nhà mình bao nhiêu Mợ càng thấy lo, rồi sau đây sự ăn ở với người ta Thế mới lại càng khó lắm Nghĩ đến tấm lòng cậu tham Mợ đã thấy biết bao cảm kích Thực ngoài những canh bài Mợ không có thể bao giờ quên được tấm lòng của cậu Nhất là về dịp bà cụ ốm trước đây Cho nên hễ khi nào ngồi với chị em mới có bốn người còn phải đợi một người nữa mới đủ chân Là mợ không để lỡ dịp ca tụng đức tính của chồng Nhân để giết thì giờ Đó cũng là một cách trả ơn Và hễ khi nào phải thúc thủ giờ bài ra phá trận một mình Là mợ cũng phải dành mạch nhớ lại Cái cử chỉ rất nồng nàn của cậu tham hôm ấy Hôm ấy cách đây mới có non tuần lễ Mợ cũng đương đại chiến với bốn người nữa ở ngay nhà Đến chiều khoảng 3 giờ Mợ thấy cậu đầu bọp lên Mặt tím ngắt Ý mượn xe đạp phóng về tay cầm tờ dây thép. Thấy mở đường đánh bạc, vốn trọng tự do cá nhân, nên cậu không hề phàn nàn nửa tiếng. Chỉ nói với mở bằng một giọng ôn tồn quá gần như van lơn. Này, có dây thép ở nhà quê cậu cả đánh lên, nói đẻ mệt nặng. Hết hội này, mở cũng nên nghỉ để thu xếp đi chuyến xe 6 giờ về xem sao. Cảm về lời yêu cầu tha thiết của cậu, mở đành nghỉ khi hết hội bài. Cho đến chiều, lúc mở đừng sắp quần áo, thì cậu cũng lại về sớm nửa giờ đưa cho mợ hai chục đồng mới bay đâu được của người trong sở, lại có năm phân, rồi tiễn mợ ra xe hỏa. Lúc bấy giờ trời đã tối nha nhem, và sân ga vắng hành khách, cậu ra đầu các con một lượt, rồi đưa tay ra nắm cổ tay mợ, miệng nói một câu âu yếm thế này. Thôi, tàu sắp đến, anh Trúc Phương về nhà gặp vạn sự may, chúng mình nghèo mới có từng ấy tiền. Phương về liệu chi phí, còn đưa đỡ đẻ thuốc thang. Nói dại nếu đẻ có mệnh hệ nào, thì phương đánh ngay điện tín lên để anh xoay xỏa thêm tiền và xin phép về cho phải đạo thôi phương và các con đi nhé anh còn rẽ qua về sở kẻo quan tránh kỳ kèo cậu bịn dịn nắm chặt cổ tay mợ trước khi nhảy lên ngựa sắt để chia ly nhưng vừa mới được mấy vòng đạp khỏi ga cậu quành trở lại và dặn với về xem bệnh trạng đẻ thế nào rồi phương viết ngay cho anh biết nếu xem ra nguy kịch lắm thì ở đây anh đi in sẵn giấy cáo phó và đăng cáo phó lên các báo À, cậu Hàn nhà Hàn Lâm đãi chiếu hay mới được cung phụng nhỉ? Có lẽ vẫn là Đại chiếu. Thôi, anh về nhé. Phương đi. Phương, cái tên thỏi con gái của mợ tham, có dễ đến mười mấy năm nay, những mải làm ăn, những mải sinh nở, những mải bạc bài, và những mải bước từ quan phán đến quan tham. Bây giờ mợ mới lại được nghe chồng nhắc đến, làm cho mợ vô cùng cảm động. Trái tim mợ đã đập rộn lên một phút, khi cái tên Phương ấy nhắc nhở trong lòng mở biết bao kỷ niệm về thời tài hoa son trải xưa kia. Nào những tiếng cười đùa ở một cuộc phiên chợ, nào những tiếng hôn kêu nồng cháy bên hồ trúc bạch. Tất cả những cái đó, mới cái có mười mấy năm nay, đều diễn qua trong óc mở như một vang và bóng xa xăm từ tận thủa thời nào. Mợ đã chịu ơn của chồng hai chục bạc này, không biết là hai chục bạc thứ mấy mươi. Xong cũng chưa bằng mợ vừa mới chịu thêm của chồng một cái ơn tối đại, tối cao ở chỗ đã được chồng nhắc lại cho biết bao sầu mộng êm đềm trong một phút cầm tay với đôi lời âu yếm quả thực đáp lại lòng tân mợ thấy nó hoang mang vô bờ bến mà xem trong các sở thích của tân để cho phương triều lấy một đỡ cho chàng tội nghiệp thì như lời dặn với ở sân ga và đã dặn ở nhà hai ba lượt tân tỏ ra chỉ thích được in giấy cáo phó về dịp chết của mẹ chàng sở thích của tân quả như thế thực thì cũng có cao xa gì ấy thế mà bà cụ chẳng chết đi để mợ được làm vừa ý như lời cậu dặn. Không những thế, sau khi mợ ở nhà được ít lâu, bà cụ lại khỏe hẳn ngay lên. Là mợ nghĩ có lẽ đã gây cho chồng một điều tuyệt vọng. Không những thế, hôm mẹ con mợ lại cuốn hành trang lên tỉnh, bà cụ còn chống gậy ra tận cửa. Nhè hai hàm răng móm ra cười cùng các cháu, khiến những đứa này hôm chưa được về, đứa nào cũng nặng nạc đòi về xem mặt bà. Vì con yêu bà lắm, con quý bà lắm. Đến lúc xem thấy hàm răng móm, chiếc miệng túi ăn mày của bà rồi thì lại cứ nàng nặc đòi đi mợ thấy mợ là một người bị đầy ải nhất trần đời lòng mợ thành thử cũng có những mâu thuẫn dối bang. mợ chẳng mong ra cho chóng đến chỗ chồng làm vì biết đáp với cậu làm sao nhưng lại mong ra cho chóng đến chỗ chị em vì cái đau khổ của mợ mợ chỉ có thể quên khuây được nhờ ở cây bài lá bạc thì than ôi cây bài lá bạc chưa làm cho mợ quên khuây hết nỗi lòng đau khổ đã lại đến tờ điện tín hôm nay Dẫu biết đâu lại chẳng như lần trước Cậu lại đưa cho mợ hai chục bạc Lại về, lại đi Mà có tờ giấy cáo phó vẫn chẳng được in Để biết bao giờ mới già nổi được ơn chồng Thì hỏi ai chẳng phải là người bực dọc nhất đời này được Nhưng xét kỹ ra Người bực dọc nhất đời này chưa dễ đã phải là bà Hàn Xuân hay mở tham. Bà Hàn Xuân còn có thể giải quyết ưu phiền bằng cách dốc bầu tâm sự với một bạn thân, cũng như mợ bằng cách quên khuây trong bài bạc. Riêng có một người đã tử công phu mong giải quyết sự ưu phiền bằng đủ thứ. Song lý trí vẫn như lạc vào giữa một rừng hoang, không tìm được lối về. Đến cái thứ dễ giúp cho bọn tục tử này sớm quên đời nhất, nên thiên hạ mệnh danh cho là thú yên hà. Bây giờ ở đây, người ấy đã phải mượn làm cứu cánh cho mình. Như mỗi khi chẳng muốn giải quyết việc chán đời. Than ôi, lần này vẫn hoàn là vô hiệu. Người ấy là thầy ký lưu, trong một tiệm thuốc viện vừa hôi vừa tối như hang chuột của một tên trệt già Lưu hút điếu này là điếu thứ 20. Lưu đã dở đủ các điệu nằm, xong nghiệm ra rằng mỗi điều hút xong chỉ có nằm ngửa, duỗi thẳng càng xa, vạt tay lên chán. Nó vừa hợp với nỗi đau khổ của chàng, và chàng mới thấy là dễ chịu. Thời khắc nặng nề trôi mới được chừng một phần ba cái đêm cô tịch, thuốc viện càng say. Lưu chỉ càng thấy bứt rứt ngứa ngay gian lên, cả ở phần xác cũng như ở phần hồn. Nhưng ngứa ở phần xác Lưu còn có cách gãi hoang thiên Trừ ngứa ở phần hồn Chàng chỉ có cách dục thằng bồi tiêm Tiêm rõ cấp tốc để chàng hút nữa và hút nữa Rồi bất thình lình Như được giúp bởi sức ma túy Lưu ngồi nhòm dậy Khoa tay lên một cái Làm tên bồi phải giật mình đánh thoát Đoán rằng Lưu sắp thi hành một thủ đoạn rất anh hùng Lưu sửng sộ Trông vào cặp mắt còn len lét của tên thổ xanh sao Mày có biết nhà ông ký chính không? Ông ký che trẻ vẫn đến đây với tao nhà ở ngõ chợ và làm nhà máy điện ấy mà. Thưa thầy có chứ. Mày lại đấy, nói khẽ với ông ấy rằng, tao mời ông ấy đến đây ngay lập tức. Đi đi, rồi về tao cho tiền. À, có gặp bố ông ấy hỏi đến đâu thì bảo là đến nhà tao, chứ đừng bảo đến đây mà ông đánh bỏ mẹ. Tên bổi tiêm đi khỏi, Lưu đập mấy con mũi quanh đấy trước khi lại đặt mình nằm. Lưu rút tờ giấy thép bị bỏ nát ở túi ra. Chàng cẩn thận vuốt lại mọi đường mọi nếp để xem như ân hận cho cái cử chỉ vô nghĩa của mình lúc chập tối. Xong vẫn chỉ được mấy chữ đầu, rồi lại như hai lần trước. Lưu nổi sung vo viên nó lại, búng vào góc phản. Thì vừa lúc người bạn đi trước lên bồi tiêm vào, nhưng chưa. Đó mới là mấy tiếng bông đùa rất văn minh, đã làm nhòm cả lên mọi nét mặt ngơ ngác của bọn thổ giá man đương nằm cùng tiệm. Bây giờ lại đến đi nằm một mình, ông cho rồi gãy gập. Lưu không đáp bạn, ngảnh sang bảo bồi tiêm, Mày lấy cho tao hai ngao ba nữa Rồi đi ra để chúng tao nói chuyện Cho Nam Su đây Thấy nét mặt lo lắng của Lưu Nghe giọng nói nghiêm chỉnh khác thường của Lưu Trinh ghé xuống ngồi bên thành giường hỏi Có việc gì quan trọng thế mày Thì hãy cởi quần áo ra Tao có một tâm sự rất dài muốn nói Chính cởi quần áo ngoài treo lên mắt Trong khi ấy Lưu lại nằm thẳng cẳng Lại vắt tay lên chán Và thêm một tiếng thở dài Chính ạ, à, tao có một việc này Nói ra mày sẽ chửi tao Đối với tôi anh còn giọng khách giáo Nhưng tâm sự gì cũng hay gác ra Để tao hút đã chứ Vổ lấy dọc tàu Rồi tiêm rất thành thạo như một thanh niên đúng mốt Chính kéo thẳng một mạch vừa sáu điếu Chiêu hụm nước rồi khôi hài Tao có kém gì bọn thanh niên hảo hán nước anh Chúng biết nhảy ngựa Bắn súng lục Cầm lái xe hơi Thì tao cũng biết nhảy đăng sinh Bắn súng Nòng trúc Chẳng cầm chiếc dọc tàu dơ lên và cầm lái những máy bay không cần phải dầu xăng đắt quá mà chỉ cần dầu lạc. Nào, tâm sự gì? kẻ ra đi. Mày còn nhớ tờ điện tín tao nhận được chập tối nay? Của con cô xin mày ốm chứ gì? Lưu cào mặt. Đừng nói bậy. Đấy là của bà cụ nhà tao. Chính trận tròn xoay hai mắt lên. Của bà cụ nhà mày? Mày nói tao không hiểu ra sao. Của bà cụ nhà mày lại sống lại. Lưu ấp úng. Đó là một ủy khúc. Cho nên vừa rồi tao nói rằng mày biết Mày sẽ chửi tao Chàng với viên giấy lúc nãy búng đi Tỏ ra cho bạn xem Chính liếc mắt dọc qua rồi cười ha hả À một ủy khúc Khá lắm Ủy khúc ở cái chỗ hôm nọ Thế ra ông đã làm tiền phúng viếng của chúng con Vậy lần này thì sao Hay lại muốn để chúng con phúng nữa Nằm Ý hẳn thấy chưa đủ tỏ cho bạn thấy hết thái độ nghiêm trang của mình Lưu phải nhỏm ngồi lên thở dài tiếng nữa Tao coi mày là chỗ thân Nên tao mới gọi mày đến đây để ngỏ tâm sự Mày có biết rằng cười đùa trước sự đau khổ thiêng liêng của người khác là một cái tội không? Ây thế mà trước sự đau khổ của tao Từ chiều đến nay chúng mày chỉ cười đùa Ai bảo mày nói tờ dây thép ấy của người cô xin mày cái chứ? Tao đã bảo đó là một ủy khúc Khiến tao phải nói dối trước mặt những đứa khác Để yên tao phải kể ngược lại từ hồi tháng trước đây Hai tháng trước đây Bà cụ tao vẫn mạnh khỏe như thường Đến một hôm con Bích Vân cứ nặng nặc Bà Tào phải đưa nó về Hà Nội chơi vài ngày Vì mày còn nhớ độ ấy Ông Via nó bị bắt thuốc viện lậu Đương nằm ở nhà giam Mà bà Via nó phải đi mất một chuyến khác những 8 ngày Để gỡ lên món tiền chuộc xa Nên nó cho là một dịp may rất hiếm có Khốn nỗi Tào không biết làm cách gì để xin phép chủ cho nghỉ Những vài ngày được ốm phải đi nhà thương Người nhà ốm phải có giấy Một y hay vụt đẩy trong óc Tào viết ngay thư về quê Bảo một thằng bạn thân tín đánh lên đây cho tao cái điện tín Thế là tao được phép nghỉ những ba ngày Cuộc đi chơi tiền trang mật hậu hôn nhân ấy Hình như tao đã tả lại với mày rồi Thế nào thình lình đến tuần lễ trước đây Tao lại nhận được dây thép báo tin bà cụ ốm nặng Và lần này thì ốm thực Tao đã hỏa người lên mà không dám nói hở cho ai biết cả Không có lẽ lại vác thư đó vào xin phép chủ Tao tự nghĩ Nhưng bí kế tao đánh liều vào vậy xem sao Mày có biết nó trả lời tao thế nào không? à hay Anh có người mẹ quý hay ôm đau thế Thì cũng nên năng phải về thăm Nhưng có điều tôi muốn hỏi anh rằng Tôi trả lương cho anh Hay mẹ anh trả lương cho anh Thì tôi vui lòng cho phép anh nghỉ mãi mãi Tào đành ôm hận đi ra cửa Nhưng đã túng thì phải tính Chí xoay xỏa của người An Nam mình Đâu chịu kém chí người Tây Tào lại tức tốc viết thư về quê Bảo thằng bạn tao đánh hẳn điện tín nói Lưu, mẹ được Thử xem nó có cho nghỉ không Xong cũng may. Thế rồi tưởng rằng cái tin mẹ tao chết ấy chỉ có tao và chủ biết thôi. Không ngờ nó lan ra đến cả chúng mày cũng biết. Tao muốn thú thực với chúng mày lắm nhưng không dám thu ra vì biết đâu lời nói lại không có cánh bay. Ngộ đứa nào muốn bẩy chân tao phách với chủ thì tao chết. Thành thử ra lúc chúng mày góp tiền phúng viếng. Đã đầm lao phải theo lao chứ không có lẽ gì để tao không nhận. Tao càng run nhất hôm nay chúng mày ban cử một thằng đại diện đem những lễ vật về quê tao để tỏ chỗ cảm tình đối với người mẹ bạn thì thật giết tào quách vì nếu cơ sự đến thế tất nhiên bại lộ bại lộ cả với chúng mày lẫn với nhà quê tao nữa nên tao chỉ còn thiếu có cán rơm cán cỏ lậy sống chúng mày trong lời thoái thác mày mới được chúng mày buông tha nhận đồ phúng viếng của chúng mày vì tao cũng nghĩ rằng bà cụ đã ốm nặng thì cũng đến chết này chết mai ai biết đếch đâu là về đến nhà bà cụ thuốc thang rồi lại khỏe như vâm Mời báo hại cho tao chứ cho đến lần này. Lần này mày phải nói dối chúng tao là dây thép của người cô xin. Chính phỉ cười hỏi. Nói dối những đứa khác thôi, chứ nói dối thế nào được chủ. Vậy tao mời mày đến đây tìm giúp tao một phương kế rất chu đáo. Để tao xin phép nghỉ về thăm bà cụ cho phải đạo. Chứ tao nghĩ suốt từ chiều đã bi lắm rồi. Chính trẻ môi ra chế nhạo. Ấy vì ông không tìm được phương kế gì nên vạn bất đắc dĩ ông phải cho con biết đấy. Nếu tìm được cách như hai lần trước Tất nhiên là ông cũng chẳng chi kỷ đách gì với con. Vậy chính, mày tính sao giúp tao? Không trả lời, chính cầm dọc tẩu tiêm hút, rồi tiêm cho lưu. Rồi điếu anh điếu chú đã hết một ngao ba. Lúc bấy giờ chính mới gọi bùi tiêm đánh sái. Đoạn hỏi bạn. Nhưng mày có chắc bà cụ lần này sẽ chết không? À, tao chưa xem kỹ dây thép đánh thế nào. Thế mới là hấp hối. Ờ, ừ, tao chỉ ngại hấp hối lại sống như bận vừa đây. Vậy hấp hối thì mày cũng chẳng cần về. Việt Thư nói là mới lần trước về, lần này không xin phép được. Nhưng ngộ lỡ mai có dây thép đánh lên nói bà cụ chết thật. Chính cắn mồi suy nghĩ, lưu nói khích. Tao tưởng mày có thống huyết của mưu kế hơn tao, thì làm gì chẳng tìm giúp tao được một rượu kế. Nhưng trái lại, chính chẳng có nhiều mưu kế bằng lòng tự ái, nên khi nó vừa bị chạm đến, chính đường nằm ngồi nhỏm dậy, đập hai bàn tay vào nhau đánh chát, nói như mắng vào mặt người bạn hiền Ô ô, bà cụ chết thì mày đách về nữa đã giết ai? Cái bọn chúng mình là phải giải phóng cá nhân, thoát ly gia đình mới được. Tao đã nghĩ đến điều đó. Còn nghĩ gì nữa? Cứ thế là hay. Này, tao thưởng trước cho cái chiến công của mày một điếu đã. Lưu cầm lấy tàu kéo thẳng một hơi. Rồi nhà khói xa tưởng như khoan khoái về cái phần thưởng đích đáng ấy. Ai hay chàng lại thở dài. Nhưng không thể được. Vì còn mấy mẫu dụng gia tài bà cụ chia cho tao. Cần đếch gì ra tài Mấy mẫu Những năm mẫu kia ruộng làng tao đắt Hiện giờ bán rẻ cho ai cũng được mỗi mẫu 500 Một cái tính nhầm cũng đủ thấy cả một món tiền Lại lặng thinh suy nghĩ Chờ chính hỏi Lưu Nhà mày có còn ông bà nội ngoại gì không Chết cả rồi Còn có bố mẹ vợ Chính ra sùng sướng À thế được rồi Lại bảo thằng bạn mày đánh lên cho tờ giấy thép Lưu buồn nản lắc đầu Nhưng còn Bích Vân nếu em biết tao có vợ rồi Thì lại cái sẩy nảy thêm ra một cái ung nữa Chính đành cắn móng tay ngẫm nghĩ hồi lâu Rồi như cũng thấy vô kế khả thi hỏi bạn Thế bây giờ mày định tính sao? Lưu đau đớn cười Tao gọi mày đến đây để hỏi mày Bây giờ mày lại hỏi tao Như chuyện Mặt đầy sát khí Lưu đưa tay ra lấy gân đánh rác Chính mới kịp chạy ngao thuốc cho khỏi đổ Thì Lưu đã đấm một cái xuống giường thật lực làm cả khay đèn được dịp sắp bay lên thám hiểm, xem có bao nhiêu mạng nhện trên mái nhà. Khổ lắm, khổ lắm, sao bà cụ chẳng chết ngay từ cái bận ốm trước đi? Vậy thì sao bà cụ chẳng chết ngay từ cái bận ốm trước đi? Nhắc lại chuyện thiếu thời, bà cụ thường tỏ đầy lòng hy sinh cho các con, vậy thì sao chỉ có cái chết? Chào ôi, sinh ký tử quy, bà cụ chẳng đem nốt mà hy sinh cho họ. Hay thấy rằng cái chết không phải dễ dàng như sự hút thuốc viện của Lưu như sự đánh bà của mợ tham, như sự sai chồng làm lụng của bà Hàn, nên bà cụ chưa chết được. Hay thấy rằng, nó còn khó khăn hơn cả lúc mang nặng đẻ đau ra những người con chi hiếu ấy. Khó khăn hơn cả sự hy sinh tấm lòng dục vọng, khi chồng sớm chết đi giữa lúc người ta còn đầy dục vọng. Bà cụ đành đứng vậy, để chịu đựng biết bao lạnh lùng, biết bao thiếu thốn, những mong nuôi họ được cả lớn lên người, cho nên rằng bà cụ không thể hy sinh. Hay có lẽ đúng hơn, vì trong các người con, Bà cụ còn quyến luyến một cô út ít nhất nhà Cô Liên Vì cô đã ngót nghét ba chục tuổi đầu Mà khốn nạn Vẫn chưa được hưởng gì về công án gây dựng của mẹ xà ấy thế mà lại là người hiếu thảo hơn hết trong bọn dâu con Nên bà cụ chưa nỡ rứt ra đi được Nói của đáng ra Liên thực quả là hiếu thảo Mỗi bận nghe tin mẹ ốm là Liên dưng dứt khóc Có khi không quản gì xấu hổ Liên hu hu khóc váng cả nhà Đến nỗi rằng như thấy em thương mẹ hơn mình các anh chị Liên thường mắng mỏ dẫy dèm. Mỗi khi Liên thành thực khóc lên Sau Liên đành khóc chẳng ra lời Mà chỉ có ngấm ngầm nước nở Thấy Liên khóc thầm Các anh chị lại rẻ biểu Liên là giả dối Nghĩ càng tủi thân Liên càng chỉ biết có thương khóc mẹ Liên khóc đến biếng ngủ quên ăn Cho đầu bù tóc rối, Cho thân thể võ vàng Bây giờ thì ai khuyên Liên Liên cũng để ngoài tay Cái thân Liên, Liên có lo gì Mà chỉ một lo rằng mẹ chết Hai lo rằng mẹ chết, vì Liên đã có người nay mai xin cưới, nếu bà cụ chết, chờ cho đoạn ba năm tang tóc thì biết đến bao giờ. Phần thứ hai. Chương 1. Chiếc nhà ngói năm gian lối cổ vẫn không đủ rộng rãi để chứa hết những bụng đầy cảm tình. Người ta đã phải căng ra sân một tấm phương du, ở dưới bảy kê la liệt những giường phàn, những ghế bàn và các bộ đồ trẻ có đủ các kiểu. Một chiếc giường tây ọp ẹp vẫn đứng kiều hãnh bên ba cỗ ghế ngựa quang dầu bóng nhoáng. Đôi yên gỗ mộc gần long mất cẳng, khum núm dưới chiếc bàn mô đéc còn mỡ nước vác ni. Dằm chiếc ấm độc ẩm tí hon từ đời phục hy nào, cái đã dứt cả miệng, cái đã dứt cả vòi, nhưng lại to gan muốn khinh đứt bộ tách nhật hiên ngang. Và quên mất rằng ở ngay bên, chiếc lẹt mốt rất văn minh, đường sẵn sàng đợi tưới vào miệng chúng một lô nước hãm, tận đêm qua còn nóng sủi. Từ ngoài vườn, khách đến mỗi lúc một thêm đông, theo với số vịt gà mua về làm cơm tạm, có những ông già mặc áo nhiễu, chít khăn tam giang, chống gậy trúc, trông có vẻ tiên dung đạo cốt. Có những ông trẻ áo vải thâm, khăn đầu dìu, quần móng lợn, để hở hẳn bàn chân vĩ đại, tưởng như nặn bằng thứ bột bùn, nhưng vẫn cố thà đồi guốc không mang hết gót. Trông có vẻ một ông tướng lâu la của thủa bán khai. Cũng có những ông không trẻ, không già, khăn xếp nhiễu tây, xảy gia định, áo sa tanh, quần rất lơ, và cặp mắt tuy chẳng bao giờ đau, nhưng lại chẳng bao giờ chịu rời cặp kính đen. Trông có vẻ những nhà nho sinh bất vùng thời, nên nhất định về ẩn dần sau lụy che xanh. Chỉ nằm chờ trong làng có đám xá gì, là đến để cảm khái tiêu giao cho qua ngày đoạn tháng. Bên phái yếu cũng chẳng chịu kém gì đông hơn phái khỏe. Những chiếc váy mốc kinh niên vẫn hàng hái chen bên những chiếc váy lụa mới. Vớt ra khỏi nước bùn cuối cùng hóa còn sông mùi thối. Và những chiếc quần thâm cụn cưỡng trai lơ chè diễu những chiếc quần khứu hàng trăm mụn vẫn chưa kín hết mọi cửa sổ thu phong các giải yếm đủ thứ màu của họ tuy trời hơi gió bấc vẫn lười biếng không chịu bay lên nếu chúng không nặng vì ghét bẩn thì cũng nặng vì mùi dãi của con nếu không vì cả hai thì bởi còn phải bọc nặng những miếng trầu mà khi vắng mà xa nhân họ đã dùi nhau gión lấy để thành thực chia buồn cùng khổ chủ đó là chưa kể miệng người nào cũng đã đương nhai bung búng để có cần gì rát lưỡi miễn có thể thay phiên nhau nhổ bã và quét trang điểm thêm cho căn sân chưa đủ mỹ thuật. Vì mới đầy có bã điếu, tàn đóm, vỏ diêm và những xác rưởi tha bởi mỗi chân người. Ở nhà bếp, khói bốc ra mịt mù. Ở nhà thờ trên, hương cũng bốc ra mịt mù. Nhưng hương nhà trên đã biến thành một thứ thuốc hun, mà ở mọi hình chẳng rõ hình. Ở mọi mồ hôi rất hôi. Các nhân vật bên trong là những con chuột chủ kiên nhẫn. Xong nhờ ở ánh nến và đợi đèn dầu ta dần dần cũng có thể phân biệt được những nhân và vật đó. Nơi gian giữa trên chiếc ban thờ ông vải, giữa những bộ đồ thở vô số, nhưng vẫn không quên đối nhau chầm chập. Chiếc mâm bổng cô độc, đổi đầy ba nải chuối tiêu còn xanh và rắn. Giá để nấu ba ba thì tốt hơn là để cúng các vong hồn. Cái ỉ khuỳnh tay ngay, ngất ngưỡng vươn cao sát mái nhà. Còn chật hẹp cho một đứa trẻ lên năm, nhưng lại dùng làm nơi hẹn hò đánh chén của các tộc gia tiên tổ. Thúc bá đệ huynh, cô dì tỉ muội từ năm đời hoàng đế tới nay đã bị đẩy nhích lui vào để nhường chỗ cho một bức ảnh truyền thần một bà già còn có đủ cả má hồng bôi son với những quần áo xanh đỏ trắng vàng như mới mượn được của dạp trèo nào vậy kém gian giữa có bàn thờ Gian bên phải trông không có gì là vui mắt lắm tuy nhiên nếu không có cỗ quan tài mới sơn đỏ chóe kê gần bức thuận và chưa đậy nắp người ta vẫn cứ có thể đoán trong nhà đương có khao có cưới hay có bất cứ gì cũng được miễn là không phải có một đám ma u uất. Mặc dù gần áp vách, cánh mùng trắng vẫn buông sùm sụp, phủ kín một xác chết chưa liệm để còn đợi đủ các con về. Bởi vì từ gian bên trái, tiếng chuyện trò bàn tán mỗi chốc cứ gian lại. Họ đã hết câu để nhớ tiếc người quá cố, hoặc để ca tụng những đức tính của người quá cố, mà thường ngày họ rất có thể ghét cay ghét đắng. Chỉ vì vai tạm thúng thóc, hay giật lửa vài đồng tiền không được trong thùa người ấy bình sinh. Những ông giả đạo mạo, đã dở ra bàn đến chuyện ngôi thứ trong làng, những ông trẻ chuyện ruộng nương và những ông khí khái sinh bất vùng thời thì khoe con cái thông minh, sau này có hy vọng đỗ nên ông tham ông phán. Tiếng gọi chầu nước cứ liên tiếp mãi. Một tiên dung đạo cốt, khỏa gậy trúc xuống gậm giường tìm giày để ra sau tha thải bớt số chén trà vừa tiêu thụ. Nhưng không thấy, nghi cho ông bạn nào đã cố tình xỏ lẫn, vội gọi khổ chủ đến can thiệp ẩm lên. Đảng kia một bà dắt hai tay hai cháu đến, lại các cụ ạ à, Rồi đương tìm người để chia buồn mà không ai biết Cũng gọi khổ chủ ầm lên Trong khi ấy khổ chủ vì thức trắng đêm qua Đưa ngồi bệt xuống đất Tựa lưng vào quan tài Thỉnh thoảng nghe tiếng gọi Mồ mở ra thưa Sòng mắt vẫn nhắm nghiền để ngủ một giấc không được bình tĩnh lắm Nhất là chốc chốc Họ lại đến giao hẹn với khổ chủ rằng Đã lấy chịu thêm của người kia mấy chai nước mắm Của người nọ mấy gói trẻ tàu Nhật nữa là khi Phong Thanh thấy họ bàn tán nhau phải thịt một con lợn độ 90 đồng nữa, mới đủ làm cơm tạm đã hết các khách đến thăm. Khổ chủ hốt hoảng, choàng mở mắt ra. Vừa lúc ông bác họ, cụ nhang, đến bấm vào trong buồng cho ông nói chuyện kín. Với vẻ mặt quan trọng, ông ghé tận vào tai hắn nói thầm một thứ giọng rất lớn, khiến người ngạy ngãng nhất ngồi ở nhà ngoài cũng phải nghe ra. Này anh cả, ca cụ sinh ra thầy mẹ cũng hiếm hoi. Họ hàng nội ngoại không có bao lam người, quanh đi bên nội là ta, bên ngoài là bác gái, nghĩa cũng là ta. Vậy có điều hơn nhẽ thiệt gì ta phải chỉ bảo cho anh biết. Vì sự cư xử ở làng này nó khó lắm. Ông cụ hương sinh ra anh mất sớm đi. Độ ấy các anh còn bé dại. Nay bà cụ quy tiên chầu Phật. Các anh chị đã khôn lớn hiển đạt cả. Nên các ông các bà ấy có lòng thương mến đến chia buồn. Các anh chị ấy thì ở xa chưa kịp về. Nhưng anh là trường. Thì anh có quyền định liệu lấy những việc này. Thôi thì cha mẹ cũng chỉ mất có một lần Anh nên nghĩ mà báo hiếu cho chủ tất Chứ đừng sơ sài văn minh quá mà người ta nói chết Nói to vẫn sợ các cụ nhà ngoài chưa nghe rõ câu chuyện kín Ông nhàng phải trỏ miệng ra cửa buồng hỏi lại Như đệ phân vua Thưa các cụ Chú Hương thím Hương nó chả may mất sớm Những lúc này ba cũng như cha Tôi dạy cháu thế liệu có phải không Cả ba chiếu đều im chuyện để xoa hai tay vào nhau Nhi à Ba cũng như cha Cụ dạy thế là chí phải Thôi thì cha mẹ mất đi có một lần Ông cả cũng nên nghĩ cho chủ tất Đắc thắng bởi câu trúng khẩu đồng tử ấy Ông nhang nhìn vào mặt khổ chủ để dò ý tứ Rồi kéo hắn vào giường nói nhỏ hơn Vậy bây giờ bác tính thế này Xem như khách đến thăm cả đàn ông đàn bà Lận các người làm giúp và người nhà Phải làm tới 15 mâm cả thầy mới trôi Như vậy một chục vịt gà Thì không thấm thía vào đâu hết Cái gì chứ Cái cho người ta ăn mà thiếu thì khốn cho nên từ hôm qua tới giờ Cứ thấy khách cảng đến thăm đông Ba càng lo lắm Âu là tao mua một con lợn độ 89 đồng mà thịt Cũng được tiếng là thịt lợn Còn vịt gà hãy để đến tối Nếu các ông ấy có ở chơi đánh tổ tôm cho vui nhà Cũng phải có cái gì làm công tạo chứ Hoặc để đến mai cũng còn phải làm cơm cho bọn ở tỉnh về ăn Khổ chủ thở dài Thưa bác cháu đã tính kỹ Thấy làm con lợn ra thì rất phiền không lẽ người mời người không thì lại oán trách Nên mới bảo mua mấy con gà vịt Tính rằng để người trong nhà tạm ăn thôi Cháu chắc rằng xưa nay cháu không đi ăn đi uống bê tha của nhà ai Thể giá có làm ra Cũng chả ai người ta chịu ở ăn uống của nhà cháu Cho nên đến tang lễ của đẻ cháu Có lẽ cháu cũng sẽ hết sức tính giảm Ông nhàng bỗng giật mình đánh thoát lên Sợ sệt Chết chết Đó là lệ lang Anh đừng nói thế Người ta nghe tiếng thì khốn với người ta nhưng ba cũng biết đấy chứ Xưa này cháu có đi ăn uống của nhà ai Anh nói dở lắm Cứ không ăn uống của nhà ai Thì không phải làm cho ai ăn à Ông nhang nhìn quanh phòng một lượt Muốn tìm lấy một người để phân vua câu của cháu Xong chẳng thấy ai đành dịu giọng. Thế có phải là anh dở không Rồi đấy anh xem Không làm cho họ ăn Họ có chửi bố cả thằng biết lẫn thằng không biết lên không Vâng Họ chửi cháu xin nghe Đã phạt đoá lên Ông nhang vùng đứng dậy mặt hầm hầm như chính ông, ông cũng sắp chửi cái thằng cháu ương ương dò dò, không làm thịt lợn để ông ăn. Nhưng nghĩ thế nào lại ngồi xuống nói dàn từng tiếng. Anh không biết gì đã đành, nhưng còn chúng ta là người biết. Nhưng mua lợn vì thuốc thang cho đẻ cháu. Hiện giờ cháu hết cả tiền. Thấy đã thành công được một nửa trong việc chinh phục cháu, ông nhàng hết giận và nhẹ cả người. Không có tiền thì mua chịu. Nhà này mua chịu, trừ có hàng trăm cũng đắt. Huống chi nhưng biết mua chịu ai? Ông nhàng khoái trá thở dài. À, bên ba có một con, sáng qua phường thị xã 10 đồng năm hào bác không nghe. Xong cháu lấy thì bác để rẻ cho giá ấy. Thật vậy, cháu nghĩ thế là phải, cha mẹ cháu chỉ mất đi có một lần. Vâng, lẽ cố nhiên là cha mẹ ai cũng chỉ mất đi một lần chứ không hai lần. Vậy cháu xin tính thế này, bác nghe xem có tiện. Đã vui vẻ hẳn lên, ông nhàng toan cười, nhưng sực thấy cái cử chỉ ấy không hợp với một đám ma. Ông lại vội cố thở dài đau khổ. Được, anh cứ tính, nhưng có ba gái biết, nó giả bác đúng 10 đồng rưỡi mà bác không bán. Cháu có tính bớt vài hào thì được, chứ bớt nhiều thì thiệt cho bác quá. Ai chả, còn lợn bác chăm cho ăn vừa béo vừa chắc, mọi khi cứ là 15 đồng không mua được. Làm ra phải tới đến ngoài 20 mâm. Vâng, còn lợn ấy thì chắc lắm, béo lắm, thì ra ăn tất làng nước khen ngon lắm Vậy cháu xin tính bác thế này Nhưng bác đừng bảo cháu là dở hơi Hắn nhìn ông đo đắn mà chưa nói ra Hạ mãi mới được nụ cười Ông nhàng sốt ruột rục Gơm, hãy cứ bán cái dở của anh đi mà ăn Người nào nhiều chữ mà chả có tính cẩn thận Đấy, tôi thì tôi đã nói thế Còn tính thế nào tùy ý cháu Đừng để cho bác thiệt quá thì thôi Đã vậy thưa bác cháu xin tính rằng Cháu không sợ ai chửi thì cháu cứ việc nghe còn bác sợ thì xin bác cứ việc thịt lợn của bác vùng đứng dậy lần thứ hai và lần này nguẩy hẳn đít vào mặt cháu để đi xa ông nhang chưa đủ hà về cái yên lặng tức là khinh bỉ vì biết đâu rằng hắn không hiểu câu ngạn ngôn quý báu đó được như ông nên lại ngoái cái mà sát khí đằng đằng vào chỗ hắn chả trách các em nó đều bảo là ương sở việc gì ta phải giết lợn làm ma cho mẹ anh đoạn đi thẳng ra cửa ngạch ông trọ dùng bếp hét vợ con bà nhang cả bà nhang hai Thằng cả, thằng hai, thằng ba, thằng tư, thằng năm, thằng bố nhiêu, thằng bố cán có dưới ấy không? Không có việc gì làm giúp thì bảo những con mẹ ấy và các con chúng nó cùng về cả đi. Còn ra đồng làm nốt chỗ dụng màu ấy chứ. Chương 2 Nhưng rồi không ai phải ra về cả, bởi vì khổ chủ, trước tấm nhiệt tâm của ông bác đã phải nhượng bộ bằng lòng thịt lợn thay cho vịt gà. Mọi nét mặt tiêu nghỉu đã trở nên hân hoan, nhất là tiếng lợn ép, nghe rất vui tai chứ chẳng như bài lâm khốc thiên niên bất dịch của bác phó kèn nên đã kéo thêm cho tăng gia một lớp người kiên nhẫn khác đến chia buồn cùng khổ chủ không ai còn thấy khổ chủ là một kẻ ương gàn nữa họ đã xưng hô với hắn bằng những phụ danh từ làm chính hắn cũng phải ngạc nhiên kinh dị có người kêu hắn là ông giáo tuy hắn chưa từng dạy ai bao giờ hết có người bảo mồm hơn kêu hắn là ông chủ rồi không đợi cho ai kịp ngẩn mặt người ấy cắt nghĩa luôn với người bên cạnh rằng ông ấy thông minh lắm học giỏi lắm nên đã được làm chủ bút một tờ báo lớn ở Hà Thành. Những người ưa hắn xưa nay cố nhiên càng ưa hơn những người ghét hắn xưa nay ghét thậm chí khi đi trong làng xóm họ gặp hắn quyết chỉ dương mắt ếch chứ không chào. Nay cũng thân mật với hắn như anh em ruột thịt và những ông tránh, ông lý vốn khinh hắn ở làng thì không có chân tư văn ra ngoài thì không được quan biết mặt linh biết tên nay bỗng vị nể hắn quá gần như sợ sệt họ chỉ lo nói lỡ một điều gì có thể mách lòng hắn cho nên họ không dám bàn đến chuyện ngôi thứ trong làng nữa sợ chạm vào ý hắn mà quay câu chuyện về chỗ cũ tiếc thương người quá cố tán dương những đức tính có cũng như không có của người quá cố tán dương những đức tính tốt cũng như không tốt của từng con cái người ấy trong nhà thứ nhất là hắn hắn là người con chi hiếu đã được tán dương hơn đến nỗi hắn đi một bước là có người đón lấy hỏi vài câu không đâu đứng một chỗ là có người đón lấy hỏi vài câu không đâu khiến sau cùng hắn tự thấy mình bỗng trở nên một nhân vật quan trọng lắm để gần thành ra kiêu ngạo nhưng hắn càng kiêu ngạo người ta lại càng sợ sệt cho đến cả ông nhang bác hắn tuy đã lâu rồi rất hối hận về câu mắng hắn là ương sở nhưng hối hận vẫn chưa thấy đủ nên mới bận ông máy hắn vào trong buồng để xa xôi xin lỗi mà hắn trả vào cho may làm sao vừa lúc ấy từ nhà dưới một thứ tiếng ồn ào đưa lên Ông nhang vội chạy xuống xem việc gì Thì ra bác cả con ông Mới bắt quả tang được một người họ ngoại của tang ra Đánh cắp chiếc chân giò Rắt vào cạp quần sau lần áo Không để lỡ mất dịp tân công với hắn Ông vội vàng xách cả cái chân giò tang vật ấy lên buồng Hướng về nơi hắn đứng Rồi chờ mãi đến lúc hắn nhìn xa Sẽ dơ cao lên làm hiệu Thấy cả mọi người đều nắm rõ cái ám hiệu kỳ khôi ấy Ngượng quá hắn phải vào Ông bác vẻ mặt quan trọng Cầm tay hắn thì thầm anh xem, thế này thì chúng nó có chó không? Nhà người ta mẹ mất đi, đường đứt từng khúc ruột ra. Còn có đứa mượn cớ làm giúp để dở ra những trò này thì đều thật. May được cái người nhà mình nhiều mà toàn là tay thao lược cả, nên thằng bố cả nó tinh mắt bắt được. Chứ như mọi nhà khác thì đến mất hết với chúng chứ còn gì. Nói rồi, ông đương đợi ở hắn một cơn thịnh nộ, hay ít ra cũng một câu nói cảm ơn những người nhà thao lược ấy mà hầu hết là dâu con gái rẻ của ông để cho ông được hả chẳng rẻ hắn cứ thả nhiên cười đã thấy tức ông nhang phải chêm vào ấy là người trong họ thằng hai đinh con ông cán sẩn họ với bà cụ ấy mà cũng còn thế nói chi người ngoài nữa biết bác đương đợi mình nói ra khổ chủ bấy giờ mới ngơ ngẩn đáp thôi đảng nào cũng thế chứ gì nó ăn thì trông nữa làng nước nghỉ hơn được cái làng nước là đương lúc nhà người ta đứt từng khúc ruột mà nó biết ăn dấm ăn rúi cho khuất mắt ấy là nó biết thương cháu hơn các người ông nhàng trợn tròn mắt lên ở trường hợp khác ông đã không ngần ngại gì mà không bảo vào mặt hắn rằng hắn quả là giờ dò ương ương nhưng trong trường hợp này ông đành nuốt giận mà công nhận câu hắn vậy cây đó đã đành nhưng anh đừng nói to đến tai làng nước mà mất lòng họ rồi được dịp để thi hành ý định trước ông tiếp ấy có nhà này vì bà cụ ngày xưa ăn ở biết điều rồi đến anh cũng là người hiền lành và học thức xanh xá nên họ vì tình mới đến hỏi thăm vậy mình có làm vài ba mâm cho họ ăn cũng là xử lại lấy cái tình chứ anh tính rằng ăn uống thì nhà ai chẳng có ăn xem như những đám khác mời gậy đũa gậy bát thực vậy có nhà mời gậy đũa gậy bát chưa chắc đã được người ta chiếu cố ông còn đương muốn nói những câu gì nữa những câu gì vẫn tỏ ra khen mà không lộ ra nịnh hắn mà lúc vừa đây ông đã xếp đặt đâu vào đấy cả chỉ vì quá tức về câu hắn bênh thẳng hai đinh ra mặt Nên bao cầu tầng bốc ấy đã bay đi Từ nhà dưới Những mầm cỗ tiếp tục bưng lên Cỗ, đó là một mâm có tròn bầy đĩa toàn thịt Xương, mỡ và lòng Và nếu chịu khó mót ở bảy đĩa ấy xa Còn thêm được một đĩa lông Mà ở đây người ta gọi là thất từ Để tránh cái tên giấm giếm Nghe nó không hợp với một dân văn hiến Ông nhàng lại giật mình lên cho là một việc quan trọng khác Ông chạy ra ngắm nghía các mâm một lượt rồi hốt hoảng ù té chạy vào buồng bảo khổ chủ bằng thứ giọng thiếu hơi anh giáo anh giáo già có lời với các cụ đi chứ không các cụ đương sắp về quả nhiên những cụ những ông những bà kiên nhẫn đợi cái kết quả của công việc chia buồn từ sáng tới giờ khi thấy được nó rồi đường bản nhau sắp sửa ra về nhưng trước khi thi hành cái thủ đoạn phi thường này họ đã không quên bảo gia nhân tìm bằng được khổ chủ ra cho họ cáo từ chu tất khổ chủ ra những ông già mắt hấp háy Chưa kịp sỏ giày đã bị những ông trẻ đẩy lên nói trước. Và những ông sinh bất vùng thời, biết cái sức nhà nho yếu đuối, đành chịu lép đứng riêng một chỗ, lấy hai đồng trinh làm díp nhổ dâu cằm, tỏ ý khinh bọn vũ phu. Ông nhang đã quính hẳn người lên. Có lẽ ông thấy giờ phút này còn cảm kích hơn cái giờ phút bà em ông thở hát ra. Nên hết lấm lét trong bọn người đến thăm, ông lại hồi hộp trông sang cháu. Còn người đến thăm cũng như cảm kích quá Họ gãi đầu gãi tai mãi mới ngắc được ra lời Thưa ông Được tin cụ nhà 250 Chúng tôi lấy tỉnh lân lý Đến phân ưu Ông cho ăn trầu uống nước rồi Chúng tôi xin về Chiều nay lại xin đến làm giúp Vốn là những bậc rất hào phóng Về lời nói hơn ai Các ông già sỏ so thấy dày Và các nhà nho đã hoãn nhổ dâu Để mỗi người ào ào nhắc lại câu nói ấy khổ chủ đã tức đến nghiến bạn quai hàm như ân hận không biết võ tàu để tống vào mồm họ một quả đích đáng Thầy cháu đỏ mặt lên e hắn lại sắp nói một câu gì ương sở ông nhang lo lắng cố lách chen vào chỗ đông người để thay hắn ông gãi đầu gãi tai thưa các cụ và các ông dạ tôi xin đỡ lời anh giáo nó chỉnh các cụ và các ông các bà dạ thôi thì chả mấy khi thêm cháu mất đi vị cây dây quấn các cụ, các ông, các bà đã có lòng đến phân ưu cùng chúng tôi, dạ thì chúng tôi xin cảm tạ vô cùng. thì nay dạ có sửa lương cơm sau, thì xin mời các cụ và các ông các bà lưu tâm ở lại, rơi chén rượu nhạt với chúng tôi, dạ thì chúng tôi được hân hạnh, dạ. rồi đổi hẳn giọng đau khổ ra giọng bình thường, ông bỏ bàn tay đương gãi trên đầu xuống để rơi cả hai ra, mời niềm nở. nào, xin giới cụ cửu, cụ bá, cụ tổng. Ông Tránh, ông Lý ngồi lên mâm trong. Và ông Đồ, ông Ký, ông Hộ và các ông. Và các ông, xin mời các ông ngồi lên. Từ sáng đến giờ, cũng quá bữa rồi chứ còn gì nữa. Còn các bà, xin mời các bà sang buồng kia. Đã có bà nhang cháu tiếp. Ông gọi trọ xuống bếp. Bà nhang đâu? Việc của các cháu cũng như việc nhà vậy. Bà bảo cả bà hai nữa. Và chị nhiều chị cán lên tiếp mời các cụ bà hộ tôi chẳng ai phải đợi mời đến lần thứ hai như đã tập dượt nhiều fan họ lục tục theo thứ tự ngồi lên như lời xếp đặt của ông nhang không hỗn độn không sai hàng ngồi cùng một kiểu xếp vành tròn khoanh hai tay và nét mặt người nào cũng vô kể âu sầu để tỏ vẻ vẫn thành thực chia buồn chứ chưa hết họ không ai nói với ai một câu gì cả tuy chỉ thỉnh thoảng liếc vào mâm cỗ mình ngồi và mâm dưới để so sánh nhưng họ vẫn như người không quan tâm đến lắm và cho cặp mắt còn dỗi việc lên đọc các câu đối lần này chả biết đã mấy lần. Đợi cho gia nhân đã chuyên lên đủ các thứ phụ tùng. Nào dưa, nào mắm, nào ớt, nào rau thơm. Ông nhàng lại thân đi điểm duyệt thêm một lần nữa cho tinh vi, rồi bảo cháu đến có lời lần nữa. May cho hắn, chỉ vừa mới phải mở miệng nói có ba tiếng, thừa các cụ. Thì từ các chiếu, những lời đáp lại đã nhao nhao một cách rất trơn tru. Thôi thì cụ nhà hai năm mươi, chúng tôi là chỗ trong họ ngoài làng để chia buồn ông lại bày vẽ cho ăn uống thế này không ở ăn ra thì ông không được bằng lòng mà ở lại ăn thì thật là phiền nhiễu lúc trong nhà đương bối rối vậy chúng tôi xin vô phép ông giáo và cụ nhang à cũng là chỗ người nhà xin mời cụ nhang và ông giáo ngồi uống rượu với chúng tôi cho tiện chúng tôi xin vô phép bà nhang chúng tôi xin vô phép bà giáo và bà ký ba dưới ấy các bà ấy chưa về bà giáo từ hôm qua đến nay tha hồ mà bận kìa lỗi rượu bác cả nhé này mâm này còn thiếu tiết canh bác làm ơn đem giúp lỗi rượu bác mâm này nước chấm chưa có và mâm này 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 lỗi rượu bác nhé xin bảo em cho mấy quả hạt tiêu tiếng mời chào như ngọn lửa cứ một điệu như thế ngùn ngụt, ngụt bốc lên tới khi chỉ một thoáng tập rượu đầu tiên như có phép thần đến dập tắt trong các miệng Suốt năm mầm, người có tính sắc sói nhất đã hóa ra nhu mì nhất. Suốt năm mâm ngoài tiếng đũa chạm vào răng và răng chạm vào bát, người ta chỉ còn nghe tiếng mời khe khẽ và tiếng phê bình mặn nhạt trong các món ăn. Nhưng cái thời khắc quý hóa này chỉ được chừng 10 phút rồi qua. Từ một cái miệng nào đã chuyển ra hai, ra ba, rồi ra tất cả các cái miệng một thứ tiếng lẻ nhẹ khê nạc. Họ bắt đầu từ chỗ sai lấy thêm nước suýt, để tận cùng ở chỗ mắng một gia nhân mà họ mới trịnh trọng lối rượu người ta vừa lúc nãy. Quãng giữa là những câu nói ba hoa ít nhiều vô nghĩa, những cầu khích bác ít nhiều giống sượng, hoặc những câu bông dỡn ít nhiều tục tàn. Bỏ điệu ngồi xếp chân vành tròn, họ đã ngồi theo kiểu trống nẹ, bỏ quanh tay, cây đó đã hàn. Họ đã biết cách điều khiển chúng bằng một véo xôi, một gãy đùi gãy vế, khi thấy rằng cầm đũa gắp nhiều quá, át không còn gì đưa cây nốt cây rượu mắt trở sủi tăm. Tiếng gọi lấy thêm dưa ở mâm nọ Tiếng gọi lấy thêm mắm ở mâm kia Tiếng gọi lấy thêm rượu ở tất cả mọi mâm Và họa với tiếng khà khà cười Lại có cả tiếng chửi rất văn hoa nữa Khổ chủ đã không chịu được Kệ hắn Hắn phải đem cái nét mặt chúng ố ương gàn lượn Đến các mâm để tỏ thái độ Thì một ông, ông tránh Quần vén đến bẹt khan đã chật xa để cuốn chẳng vào cổ Đường gần họng lên gào hét Chợt thấy hắn Ông vội đổi đoạn sau tiếng hét ra tiếng cười xòa Rồi xoa hai tay vào nhau Làm như ta vẫn tỉnh táo đây Tùy cô giữ mãi vẫn không khỏi ngất ngưởng cái đầu phải chớt chát cái miệng Thưa ông Ông cho phép họ ấy Lệ làng ta ông làm gì trả rõ Có một sâu ếch dỗ dối cũng là phải to tiếng ạ à. Hà hà Huống chi thịt lợn Quý hóa lắm thưa ông Khổ chủ không đáp gì Hắn lắng tai nghe vì chợt như có tiếng người khóc từ ngoài đầu xóm. Hắn chạy ra hiên để nhận. Tiếng khóc càng rõ rệt, rồi hai ba thứ giọng tiến mỗi phút một gần. Nghe mới rõ sang sảng và dài thê lê. chương 3 Ơi mẹ ơi, mẹ đi đâu mà bỏ chúng con à? Tiếp đó một người đàn bà xóa tóc hiện ra. Hai người đàn bà xóa tóc hiện ra. Rồi một lũ trẻ con lớn bé gái trai, tay sách nách mang nào gói bọc nhật trình nào đấy, nào vali hiện ra, xong mới đến lượt ông Hàn, ông Ký, ông Tham, kẻ ám con nhỏ của vợ mới đưa cho, người cắp bó hoa đi hậu tập. Ơi mẹ ơi, mẹ đi đâu mà vội bỏ chúng con à? Như bài kẻ la mát, tiếng khóc cứ từ từ dẫn lộ đoàn binh đi vào ngõ gạch. Nhưng vừa tới sân, đoàn hậu tập bỗng dưng đứng lại, đội tiên phong, không biết vì vướng quân huy vì quá xúc động, ngã đè dí lên nhau, làm gãy nát cả một luống cải mới trồng. Nhưng có lẽ vì quá xúc động, nên khi đã cố ý tránh chỗ bùn lầy để ngã vào chỗ đất khô, họ nhất định lăn queo ra rồi liệm hẳn đi, không còn khóc ra tiếng nữa. Việc tiêu thụ các mầm cỗ trong nhà đều bị đình trệ hẳn. Các cụ, bởi vì không có một người nào đứng dậy, nên ai cũng muốn mà không ai có can đảm tự mình đứng trước. Ý hẳn muốn tránh cho khổ chủ sự phiền phức, phái gia nhân đến canh chuột hay mèo. Còn những gia nhân ở nhà bếp hào hiệp hơn đều đổ xô ra ngõ để xem. Một phút sau thấy những bà Hàn, bà Tham, cô Liên hé mắt xa như cầu cứu với mình mới sực nhớ tới việc vực từng người dậy. Ông Hàn, ông Tham thì loạn xạ lên chỉ những sợ các bà chết ngất. Tùy hai tay đều bận việc nhưng cũng không chịu là vô dụng. Ông Hàn nhanh trí một mặt bảo gia nhân xốc nách các bà vào một mặt sai gia nhân một mặt sai đi tìm bồ kép đốt trong khi ông Tham càng nhanh trí nữa, đã bảo được cậu con lớn mở vali, lấy ra lọ nước đái quỷ mà ông mua chữ đem về. Vừa hay các bà đã tỉnh dần, rồi tỉnh hẳn để tự đứng ngay lên được, không ai phải dùng đến các thứ thuốc hồi sinh. Ai nấy đều nhẹ nhõm mừng, cả đoàn binh lại bắt đầu đi, kéo thẳng đến nhà thờ trên, sang gian để chiếc quan tài. Rồi trong khi ba trai đương chùi cặp mắt không quen thuộc với khói hương, ba gái lại lăn đùng xuống đất, dậy đành đạch cả tứ chi khóc giống lên những điệu nghe thực bao la thảm thiết lũ trẻ con không biết thế nào cũng bắt chước cô và mẹ chúng làm thỉnh thoảng có đứa nào tiện mồm cũng ới mẹ ơi theo cô và mẹ sợ sái họ lại phải im kêu im dẫy, phát vào lưng chúng và bắt rằng phải khóc ới bà ơi vợ khổ chủ bà giáo vợ ông lưu bà phán đường cành các địa bát mâm nổi dưới bếp cũng chạy lên họa vào điệu đàn huyên nào ấy cho được thêm vẻ du dương. Nhưng tiếp đến lúc bà Nhung cả, bà Nhung hay, cùng các dâu con cùng kéo lên dụi mắt kêu ca, thì cuộc họa đàn đã bị sai bét trong các âm thanh. Vì họ phải xưng hô với người chết bằng nhiều thứ danh tử quá. Tùy vậy, việc tiêu thụ các mầm cỗ trong nhà chỉ đình trẻ trong một lát để các cụ nhào nhào mời những người mới tới thôi. Rồi lại tiếp tục hang hái hơn. Như được khuyến khích vì tiếng khóc Ông Phán Lưu đã kịp lòn ngay xuống bếp Bảo người nhà Trần Rồi đem lên buồng cho ông một đĩa lòng Đôi bầu dục để ông lót xạ Vì ngoài ba bát tái năm ở ga xe lửa Ông nói từ sáng tới giờ Chưa được qua miếng gì vào mồm Người nào xem ra cũng bận rộn vô cùng Cũng nghĩ ngợi vô cùng Riêng khổ chủ Với nét mặt lạnh như tiền Cứ việc vô tư lự đứng quan chiêm sự vật Chợt ngó thấy hắn Ông tham vừa để nguyên vẹn cả hai dòng nước mắt chảy ra lại một chuỗi mời ở gian bên. Ông chỉ dám ấp úng đáp mấy câu, rồi rào cẳng tới chỗ em vợ đứng. Để em nhìn thấy mặt rồi, ông mới sụt sùi lấy khăn lau hàng lệ, và nói giọng nghẹn ngào. Thôi thì cha mẹ già, cha mẹ mất, sự đau thường nó cũng như bát nước nóng rồi nguội dần. Cậu đừng nên buồn phiền quá mà tinh thần hao tổn. Hắn cười hừ một tiếng trông anh. Ờ, à, tôi có buồn gì đâu, trước những tấn trở hay đáo để thế này, ai còn buồn nổi được Cậu bảo gì hả cậu Vì hắn nói nhanh quá Lại bẩy lớp trong mọi tiếng ồn ảo khác Ông tham không nghe kịp hỏi lại Thì hắn chẳng trả lời Tưởng là một câu em trách mình Ông vội tiếp Mãi sáng hôm nay Anh mới nhận được dây thép cậu đánh báo tin đẻ mất Anh cứ chắc chị ấy nhận được cái trước báo tin đẻ mệt Anh cho về ngay Thì đã có ở nhà rồi Nên anh còn ở lại để in giấy cáo phó Và đăng lên các báo không ngờ lúc lên xe mới lại gặp cả cậu mợ hàn cậu lưu và chị ấy ở xe thành ra đâu lại sẽ vào nam làm gì chả biết đoạn móc túi ông lấy ra tờ giấy in liền với phong bì có viền đen lớn xung quanh đưa cho hắn đây là tờ giấy mẫu mãi sáng qua mới in giá người khác thì chưa nhưng anh quen ông chủ nhà in nên ông ấy đốc thúc thợ làm đến sáng mai đã được đây cậu xem có được không hắn đưa mắt liếc vào tờ giấy lạnh lùng được Thầy em không cần xem ông tham do hàn ra trông vào chữ về chỗ chức nghiệp của cậu thật từ khi đẻ mệt nặng đến nay anh nghĩ thật khó quá không lẽ không để chức nghiệp gì thì lại càng không tiện cho cậu và cũng hơi không tiện cho chúng tôi việc gì không tiện cho tôi nhưng cậu đã đành còn chúng tôi người thì hàn lâm người thì tham tá người thì phán sự có danh có phẩm cả chả lẽ để cậu không có danh phẩm sao đành mà những lời cáo phó này đăng lên các báo thì cả đông dương họ sẽ quan chiêm ấy là chưa kể các bạn hữu tôi cậu hàn cậu lưu toàn là những người tai mặt tôi nói không tiện cho chúng tôi là nhẹ thế thật là khó nghĩ quá cho mãi đến hôm qua lúc viết giấy cho thợ xếp chữ in thế nào mình lại chợt tìm được một tiếng rất hay và không kém gì danh giá để anh đọc cả Cậu nghe xem có được không? hừm, uh -huh. lời cáo phó. Chúng tôi rất lấy làm đau đớn báo tin cho các cụ, các ông, các bà. Các quan khách thân bằng cô hữu biết rằng thần mẫu nhạc mẫu tổ mẫu chúng tôi là bà Hoàng Thị Mỗ, hưởng thọ. Khổ chủ ngắt lời anh. Nguyễn Trương Tuần, Hoàng Thị Mỗ. Chết, ai lại để là Trương Tuần? Đã đành rằng thùa Hàn Vi, ông có làm chức Trương Tuần. Xong đến sau cũng có mua chiếc hương hào của làng bán Để Trương thả để Hương nghe nó đỡ võ biển cục mịch Xong theo ý tôi Thì dù Trương hay Hương cũng không nên để Vì chả lẽ một bà Trương hay một bà Hương Lại đẻ ra những ông Hàn Ông Tham, ông Phán Cậu nghĩ có phải không Là bà Hoàng Thị Mỗ Hưởng thọ 64 tuổi Đã mệnh chung tại nhà riêng ở làng này Tổng này, phủ này, tỉnh này Ngày 15 tháng 12 ta tang lễ sẽ cử vào ngày ấy, tháng ấy. Cô ai tử, Hoàng Văn Mỗ nghiệp chủ. Cậu xem tôi tìm được chữ nghiệp chủ có hay không? Hắn mỉm cười. Kêu thì có kêu. Nhưng cả ruộng lẫn đất ở của tôi có vòn vẹn bảy mẫu, tám sao. Hai miếng ba then mà trưng nghiệp chủ thì quá đáng. Giá tôi biết trước, tôi sẽ bảo anh để thế này vừa đúng với sự thực mà các anh các chị cũng được thơm lây. Hoài của... Gì? cháu đồng tông cụ thượng thư tại triều và hai cụ tuần phủ trí sĩ trừng mắt lên nhìn em vợ xem hắn có còn ương sở hay đã tình khôn biết nói sỏ mình nhưng thấy nét mặt ngớ ngẩn của hắn thì quả tình là hắn còn dò dò ương ương ông tham chỉ chiếu lệ cười đoạn đọc nối cô ai tử hoàng văn mỗ nghiệp chủ hoàng văn mỗ hàn lâm viện đại chiếu hôm nay gặp ở xe mới biết cậu hàn mới được thụ phong hàn lâm cung phụng nhưng trót in đại chiếu mất rồi. Hoàng Văn Mỗ phán sự công chính tòa. Công chính tòa là gì? Sở máy nước ấy mà. Đó cũng thuộc về công chính. Sao không để nôm na là phán sự máy nước tòa nghe có rõ không? Nữ tử Thị Mổ Thị Mổ Tế tử Nguyễn Giành Mỗ Tham tá Toàn Quyền Phủ Hàn Lâm Viện Thị Sàng Đệ Tam Đảng Kim Khánh Thưởng thụ vạn tượng Bội Tinh Cao Man Bội Tinh Và vân vân và vân vân. Khổ chủ bỗng sạc sụa lên cười Ông tham hơi phật ý Cậu cười gì? Không, tôi cười bọn người đương uống rượu trong kia Ông tham vội ngảnh vào xem Thì một ông cụ Ông cửu vừa say mãi đi xuống giường Vừa bí tỉ hét Đừng láo, lao Lao với ông không được Chả gì ông cũng là cửu phẩm ở cái làng này Ông tham cũng vì cười trông em Rõ thật hiếu danh Hắn bắt chặt tay ông Đồng ý nhưng can đảm hơn chúng mình vì không cần đến giấy cáo phó nghe hàn nói ông thàm tức lắm ông đương tìm câu cãi rằng cái lão cửu nào đó quả không can đảm hơn ông như là hắn tưởng thì ông hàn liếc thấy hai người đương tranh luận cũng thôi khóc chạy ra vừa giáp mặt em khổ chủ hỏi luôn chú xem liệu có can đảm hơn chúng mình không chẳng hiểu sao ông này cũng đáp vâng vì ông còn mải trông vào tờ giấy anh để cầm tay để mà ân hận mãi nhưng làm thế nào mà thay được chữ đại chiếu Sao cung phụng thì hay Và phán lưu ăn quấy quá Có xăm bát cơm, hai đĩa lòng Và đôi bầu dục đã thấy chắc xạ Vội lau mồm để toàn ra khóc mẹ Với các anh cho hùng tráng Nhưng thấy họ đương túm tụm ở đầu hiên Cũng chạy ra ngoài nốt Chưa đợi hỏi, chẳng dần dần nước mắt Thuật cho anh cả Và thuật lại lần nữa cho anh tham Anh hẳn nghe, vì sao bây giờ chàng mới về đến nhà chàng ôn kể những bao giờ chàng mới nhận được dây thép đánh lên chàng vào xin phép chủ thế nào chủ viện cớ không cho chàng nghỉ thế nào chàng phân khích thế nào để mất việc ra sao lưu đã thành thực tường thuật cả mọi điều với cái lẽ cố kỷ nhiên rằng cũng đã khôn khéo nói dối mấy điều cùng bịa đặt mấy điều để ghép thành một bài tường thuật có đầu đuôi xuôi ngược hẳn hoi và cũng động tâm thống thiết hẳn hoi khiến lúc nói xong chính chàng chàng cũng thấy cảm động chỉ những muốn ỏa lên khóc nghĩ một lát để cảm động xong, chàng não nuột thở dài, xì mũi rồi tiếp. Vậy thưa anh, trước khi đẻ mất, đẻ có còn tỉnh táo để dối răng gì lại cho chúng em không? Ông giáo từ đây trở đi, xin cho phép bắt trước dân làng gọi khổ chủ là ông giáo. Vì anh em hắn, ai cũng được gọi bằng danh phẩm cả, trừng mắt lên nhìn thẳng vào ông phán trước khi trả lời. Có, đẻ còn tỉnh táo lắm, không tỉnh táo mà bận trước, biết mình không thể qua sống nữa, Đẻ bảo tôi đánh tờ dây thép trước đi Để bảo cả về một lượt cho đẻ được non thấy mặt bận cuối cùng Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy ai về Đến chính sáng hôm qua Đẻ còn bảo được tôi đánh tiếp thêm lá điện thứ hai Nói dối là đẻ mất rồi Để cần kíp về ngay Nhưng đợi mãi đến quá trưa Vẫn chẳng thấy ai về Thế là đẻ mất với hai hàng nước mắt trên gỏ má Khổ thân cho em thế Chỉ tại rằng em không xin được phép Đến nay việc đã mất mà về vẫn không được no mặt mẹ phút cuối cùng khổ thân cho em thế vậy đẻ có dối răng gì không em chắc lúc sắp lâm chung đẻ của mắng em nhiều lắm phải không anh thấy em gạn hỏi mãi về chỗ dối răng ông giáo lạnh lùng cười vỗ vai hắn em không ngại đẻ không nỡ của mắng gì em cả đẻ còn kịp sai làm chúc thư chia cho em năm mẫu ruộng và một sao vườn hải mắt lừ phút ngời sáng lên nhưng thấy anh vẫn cười nhạt chăm chú nhìn mình hắn phải cùi trồng đất để trốn tránh cái nhìn ngớ ngẩn ấy. Trong nhà cũng đã ngơi tiếng khóc, bà giáo và cô Liên đã vấn lại khăn, xuống bếp canh các mâm nổi bát đĩa. Xuống bếp canh các mâm nổi bát đĩa, để mặc bà Hàn, mở tham, thấy ngoài hiên họ đương nói chuyện, cũng sắp ra xem họ bàn tán những gì. Vợ vừa đứng lên, ông tham đã lảng xuống tìm nước uống dưới sân, chừng muốn giữ ý lánh mặt để cho họ nói kín việc nhà. Lấy cây nghĩa dâu con rể khách, thoáng nghe ông giáo nói mẹ dối răng mợ tham phải dạo bước ra vồn vồn hỏi à cậu thế đẻ có nói gì về món tiền tôi vay giúp đẻ năm ngoái không giá những như tôi thì mẹ tiêu cũng như con tiêu tôi sẽ trả dần họ cũng không sao nhưng còn cậu nó giàu con dễ khách để thế thì không tiện ông hàn thấy thế liếc vào nhà thì vợ còn đương cố gột sạch chiếc áo len mới mặc lần thứ nhất đã bị bà vô ý làm lấm ba lấm bép trong lúc quá ư cao hứng ngã quay ra, không để mất thì giờ, ông cũng thì thầm hỏi. Còn món tiền đẻ nhờ u cháu vai bên ông nhạc em, chả biết đẻ có dối gì lại anh không hử? Như tôi là con, cái đó không sao cả, nhưng u cháu là dâu, phiền lụy đến nó cũng không nên. Ông giáo đã phát cáu lên từ câu hỏi gạn của Lưu, bây giờ thấy ai ai cũng đều xuống lại như chất vấn ông, ông lại càng phát cáu. Cứ kể mọi lần khác thì ông đã gắt thượng lên, cho chị cho em một trận. Nhưng lần này ông chỉ mỉm cười. Được rồi, các người không lo, đã có chúc thư. Rồi đâu khác vào đấy, các người không lo. Khách người ta sắp đứng lên kia, để đến tôi sẽ hay. Nếu không đủ tin lời tôi, thì mẹ còn nằm kia chứ chữa chạy đâu. Xin mời các người cứ việc dựng lên mà hỏi. Đáp lại hắn, một tiếng gọi to tướng từ trong nhà của cụ nhang. Kìa ông giáo, các cụ sắp về, anh vào đã. Chương 4 12 giờ khuya, bữa cơm chiều xong đã từ lâu. Mượn cơ cuối năm, những ông có tiền cũng như không, đều được dịp tự hào phải để dành sám Tết, nên không ai dám hy sinh cho một canh tổ tôm để làm vui gia chủ. Dù mợ ta muốn chiều khách, đã phải nhận một chân và cấp lưng cho hai chân khác mà cũng chẳng sao thành. Người làm giúp cuối cùng cũng đã sách guốc đứng lên về, nhưng miệng còn nói ba hoa, cho thần chốc chốc lại ngã rúi vào bờ rào cả đến cái chân tóc cũng say mềm. Duy có bàn tay vẫn tỉnh để cầm chắc miếng thịt phần không suy xuyển. Ngoài sân, ngọn chiếc đèn ba giây có lẽ cũng say, nên lúc thì bốc tướng lên, lúc lại chỉ rình tắt phụt mỗi khi gió thổi. Trong nhà, giường ghế ngổn ngang sộc sạch, trên cỗ quan tài mới dậy nắp để đóng kín người chết sau khi tế liệm, 12 ngọn nến chập chờn leo lét, vẫn không đủ sáng chiếu hết mặt một lão thầy chùa và hơn chục vãi giả đương lâm dâm nói mê nói sảng trong tiếng niệm nam mô cú chàng một xúc lên cho gióng một sủa lên bầu không khí im dọn không trôi cãi được là không phải của một đám ma có thể vì không chịu nổi cái lạnh lùng bên cạnh hơn chục vãi xà, lão thầy chùa tiếng mó đương đều đều chốc lại cũng khua réo lên như ghen cái thê thảm với tiếng cú xúc duy trong gian buồng đầu phía đông vẫn bao phủ một hoạt động thực là riêng biệt dưới ánh một ngọn tọa đăng hạng lớn phổ bày ra đủ mọi nét mặt của một cụ nhang quan trọng của một ông tham khinh khỉnh của một ông hàn trào phúng của một ông phán đau khổ và của một ông giáo ngơ ngẩn ương gàn muốn nhường cho phái khỏe được ngồi trên bốn cánh cửa kê làm giường phái yếu bà hàn bà giáo bà phán bà tham người đứng dựa tường người ngồi bể xuống đất vừa têm trầu vừa nói trọ lên mọi chuyện về lúc bà cụ chết đã nhắc lại có hơn một bận Mọi chuyện về bà cụ dối răng tính nợ chia công Đã làm không ai còn phải ân hận nữa Bà Hàn quay nhổ tuẹt bãi quyết trầu Và xó cửa Quay thêm mồm ra để đưa tay vuốt lại đôi mép Đoạn đổi đầu đề Thế nào? Thế bây giờ đám thì định cất vào hôm nào? Tôi thiết tưởng cũng nên để vài ngày Chứ mẹ mình già mới mất đã đưa ngay rồi Nhĩ một quan chiêm không tiện Và dĩ các lễ vật xem thế cũng còn thiếu lắm Ngày mai còn bảo đi Hà Nội thừa lợn quay này thửa bánh để vào án thực này. À, còn đồ mã thế nào? Dịp này giấy đắt, thửa có ba chục bạc mã thì sơ sài quá. Mà tôi còn lo ở nhà quê, họ làm chả biết có ra gì không. Giá ngày xưa để nghe tôi, tậu cái nhà ở tỉnh thành, lúc chết chỉ nghe kèn mú dích cũng đủ sướng. À, mai ai đi mợ nhớ dặn đến nhà in lấy giấy cáo phó. Đường tức vì câu nói của mình không được ai để ý. Ông tham toàn nhắc lại, thì đã bị vợ cướp mất lời còn việc ma chay các cậu định tính sao theo như làng ta phải những gì thế nào cậu cả ý cậu định thế nào thì cậu cho biết để chúng tôi gọi là kẻ ít người nhiều đưa đỡ cậu mọi lo liệu ông giáo đáp cậu lốc tôi chưa định thế nào hết các anh chị các chú thím cứ tính trước đi bà hàn vội đỡ lời việc ma chay theo như lệ làng ta có lẽ anh cả cũng không rõ cái ấy phải hỏi đến bác nhang thế nào bác Cụ nhàng không đáp vội Cụ tước một que diêm Nhét một đầu vào lỗ xe điếu lùa trong thông phong đèn châm lửa Hút đoạn điếu thuốc rồi Bằng vẻ mặt càng quan trọng Cụ mới nhìn mọi người Cây mà chày ở làng ta nó vô cùng Cứ như sự lệ của các cụ ngày xưa Chả thì nặng lắm Thì hết lo của lắm kia Nhưng bây giờ theo hương ước cải lương của cụ Tuần Thì đã tỉnh giảm đi nhiều lắm Cụ bỗng thở dài não nuột như nhớ tiếc một quý vật gì đã mất trong cái thời gian xa vắng. Theo như cụ tuần tỉnh giảm, bây giờ thì trả mấy tí. Hôm cất đám thì chỉ phải biện 100 cao, hai chai rượu, 6 đồng bạc nộp lệ hàng giáp. Chỉ có thế rồi lúc cất đám xong, họ chỉ một lượt chầu nước, thế là về. Nếu nhà mình tốt ra, thì là một bữa cơm như bữa cơm tạm sáng nay, mời các quan viên hộ lễ, giáp, họ, xóm, gọi là để tạ ơn, cũng chỉ hết con lợn độ vài chục đồng. Nếu kiết ra trồng nước cũng xong Cái đó lễ vô trùng thủy Không ải bát Mà nếu muốn sàng nữa Thì mua một con bò độ giam chục bạc Ồ, chỉ còn bò độ giam chục bạc Với độ hai con lợn Thì thừa mời cả làng thập bát dĩ thượng Và thêm có con dê nữa Lại tế được bà cụ một tuần tam sinh Cứ bảo tỉnh giảm cải lương Chứ làm gì có tỉnh giảm cải lương Mà tỉnh giảm với nhà kiết Chứ tỉnh giảm chi với nhà giàu Chả chả, nói đến nhà giàu lại nhớ đến cái đám bố nhà nhiêu đệm tháng trước mới lịch sự làm sao cả dê cả bò ba lợn mà cỗ toàn bốn giò bốn nấu hết bà hàn sốt sáng hỏi lịch sự làm sao được bằng những đám ở tỉnh nhưng nhà quê này một đám như thế hết độ mấy trăm à chả mấy ông nhàng đáp Chả mấy chỉ độ hai trăm thôi nhưng đã thấm đâu bằng cái đám nhà lý mẹo trung thôn dạo tháng tám mới đây thật khét cả một hàng tổng cỗ bản toàn sự đồ tàu cả lại có cả các thứ bánh trưng xô xê dựa mận rồi mỗi người đến ăn cỗ còn được một chiếc bánh dày với một quả nem đem biếu tận nhà nhà lý mẹo ấy mà chị tham đi vắng lâu chắc không biết may chị hàn có biết chăng còn cái cũng chẳng làm việc tây việc tàu gì chỉ làm bốn bánh ở trong sài gòn có mấy năm ấy thế mà lịch sự thế nghỉ nói để trông khắp lượt như muốn dò ý tứ mọi người Ông cụ hạ hẳn giọng hùng hồn xuống uể oải. Nhưng nhà mình thì lấy đâu theo được thế? Âu là lễ vô trung thủy, ta cứ tiềm tiệm, chứ mà chê cưới trách, biết thế nào, phải không các anh? Như đám bác vừa nói, có dễ đến 500. Vẫn bà Hàn sốt sáng hỏi, có đến không bác? Linh 500, nhưng đối với họ, đồng tiền như xác đã thâm thía vào đâu? À, còn đá ma khô nay mai để đây. Cái đá ma khô Bố nhà xã cán này mà họ làm nghe đâu mới lớn Cũng dê, bò Cũng đổ tàu, bánh ngọt Mà thấy bản định uống toàn thứ rượu tây gì ấy Cây rượu gì khai khai Ngầu bọt, có phải rượu bia không Không ai bảo ai Ông Hàn, ông Tham, ông Phán Đều bật ra cười Bà giáo từ nậy tới giờ rụt rẻ mãi Mới đánh bạo nói lên được Thôi thì như bác nhang vừa nói Sự báo hiếu vô cùng Theo ý tôi, ta cứ thịt một con lợn như sáng ngày để mời họ Mạc và các khách đến thăm là đủ, có phải không bác? Cứ như nhà cô Soan hôm nọ, ấy thế cũng xong. Ông nhang thoảng buồn rượi mặt, thì không để cho vợ nói dứt, ông giáo đã thét lên. Bà im đi! Và bà Tham, bà Hàn được thề cũng phụ họa theo. Phải, nói thế mà cũng nghe cho được. Nhà mình mà lại đi ví với nhà cô Soan. Bà giáo chỉ kịp hổ thẹn với ba câu mắng tới tấp rùa vào mặt mình, chứ chưa, chưa kịp tự hối xem cái câu nói của bà có nghe được hay không Thì bà Tham đã không thèm nhìn Mà chỉ trông ông bác với bà Hàn nói Theo như tôi nghĩ Thì nhà mình chả gì cũng thuộc con ông cháu cha Đại gia vọng tộc Hay hèn nhất 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 người ta đều bình phẩm Âu là đã báo hiếu thì báo hiếu trò chót Đói bà năm chứ không ai đói một sò Vậy mình nên mua một con bò để mời làng nước Chứ còn to nữa thì lấy đâu được mà theo Bà Hàn khẽ bĩu môi Chị tính thế cũng phải Nhưng giá cứ ở trong làng trong xóm với nhau Thôi thì dấm dúi thế nào cũng xong Em chỉ ngại đến hôm nay có những người ở tỉnh họ về Nhĩ một quan chiêm không tiện Như mới sực nhớ ra điều gì Ông thàm ngắt À hôm nay chủ nhật Các anh em bàn giấy tôi Họ đã hẹn về thăm Ông Hàn cũng sực nhớ theo Ấy đấy không nói tôi cũng lại quên Lúc sắp ra xe Quan chủ quan hồng quan hàn bắc Họ hỏi thăm tôi đường về nhà Họ hỏi thăm tôi đường về nhà Có lẽ họ cũng kéo cả về hôm ấy Đắc Thắng nhìn bà tham Bà Hàn khẽ hất hàm một cái Đấy, chị thấy chưa Đó là chưa kể các bạn của chị Các bạn của tôi, của chú Phán Thế nào mà chả có mấy người về kia chứ Họ mà thấy mình luộm thuộm quá Thì họ có cười nổ óc ra không Thấy mở tham chủ trừ không đáp Cụ nhàng khẽ đưa hơi Thôi thì suốt đời người mới có một lần Người ta còn bán vợ đợ con đi để mong báo hiếu cho cha mẹ Huống hồ mình đồng tiền cũng sẵn có Suy nghĩ lung lao lắm thêm một lúc nữa Mợ tham mới gật đầu tán thành Như vậy thì sớm mai đã phải sai ai đi mua lợn, bò và dê Không biết gần đây có ai có dê bán không hử bác Ông nhàng sung sướng quá Có chán Gì thì tôi vụng dại Chứ mua bỏ lợn dê Thì tôi xin cáng đáng Thì tôi xin cáng đáng giúp các anh chị Việc nhà bên này cũng như việc nhà tôi Các anh chị cứ trao tiền cho tôi Tính tôi thẳng lắm Chứ không như người ta Ai mà ăn chân tay đồng nào thì rời hại Chết chết, bác đừng thề thế Không, cái tính tôi thẳng lắm Cái gì cũng phải văn hành công khí Hay nếu có nghi ngại Thì cứ cho một người đi với tôi Thôi thôi, chả cần bác ạ à. Chúng cháu đâu dám nghi ngại bác Già chúng cháu có túng thiếu Bác cho chúng cháu còn vẻ thay rồi mở tham cắt đặt mọi công việc sẽ phải làm. Thế là được bác nhang giúp đứt cho việc tậu bò lợn và dê rồi này. Còn mai ai ra tỉnh thì phải kê vào miếng giấy sạn, mua các món nấu đổ tàu, bánh ngọt. Ờ, ừ, ta không bắt trước họ dựa mận, xô xe mãi cũng quá nham. Cứ mua toàn bánh ngọt Việt Hương cho nó quý lạ. Còn ai ở nhà thì sớm mai dậy ngâm đỗ, ngâm gạo, gói bánh trưng. Ấy, có biên giấy, chủ lưu nhớ biên cả mua lấy độ vài trăm tam bông và cậu nhớ biên bảo đến nhà in lấy giấy cáo phó. Bà Hà nóng nảy dục lưu lấy ngay sổ tay ra viết, để bà đọc lại từng thứ cho rạch sòi. Này hai con lợn quay này, trăm bánh ngọt Việt thương, mua một trăm để bày các mầm khách quý Hà Nội thôi. Những người làng xoàng, ta mua bánh bàng bánh quế, hai trăm bánh bàng bánh quế này. Xong chưa? Hai cân bỏng này, nửa cân nấm, vây, yến, long lu, sứa tàu, mực bắc hải, măng, miến. Xong chưa? Còn gì nữa? À, tôm bé, suýt quên. Và còn gì nữa nhỉ? Giấy cáo phó, ông thàm nhắc. Giấy cáo phó, tam bông, dép dừa. Còn gì nữa? Ai dặn mua gì nữa thì dặn để biên nhân thể. Không mai líu tíu lại quên. Ông giáo đương ngồi, nhỏm đứng phát dậy khẩy cười. Còn, mười bánh pháo. Rồi ông cười lên sảng sặc. Ai nấy tưởng hàn điên, đều nhìn hắn kinh ngạc nhưng khi biết rằng hắn không điên thì đều tức uất người. Đã tức uất hơn ai hết vì bị hắn ương sở thọc gậy vào chiếc bánh xe của họ đương vui vẻ tiến hành. Bà Hàn vì là em không tiện nói ra, chỉ nhìn đợi bà Tham gánh đỡ hộ một cơn thỉnh nộ. Tức thì mở Tham chạy sổ đến trước hắn, giơ tay già toan xịa sói vào mặt hắn. Nhưng nghĩ thế nào lại chắp vào đôi háng, hai mắt long sòng sọc, cổ vườn ra, mặt đỏ bừng. Thưa ông trưởng, đó là ý định của ông trưởng đó có phải không à? Hắn cười gằn. Vâng, đó là ý định của em. Hoặc là không chạm tới một cái bông con lợn nào. Hoặc là muốn gì thì gì. Phải mua thêm 10 bánh pháo đốt cho vui. Trừ nhĩ mục quan chiêm, nhà đình đám long trọng thế này mà không có pháo thì người ta cười chết. Chẳng nén mãi được giận ở lòng, mợ tham phải cho nó theo ra với vài tia nước bọt. Đổ bất hiếu bất mục, mẹ chết, hai mắt giáo hoành không được một tiếng khóc còn giở ngô giở ngọng. Nhà này còn có anh trên em dưới, chứ không phải chỉ có mình quyền cậu muốn làm gì thì làm. Hắn chỉ cười gằn như lửa cháy đổ dầu thêm, xong chẳng làm gì được hơn. Mở đành dùng đến cái thư khí giới cuối cùng của các bà liệt nữ xưa nay, là chạy phóng ra cửa buồng, đến chỗ quan tài nằm vật ra khóc mẹ. Bà Hàn Xuân cũng chạy theo ra khóc mẹ. Bà giáo cô Liên cũng lưu la khóc từ cửa khóc vào. Họ đã chia làm hai phe, ngồi ra hai phía quan tài. Và cũng chia làm hai phe, họ đã bất chấp cả tiếng tụng kinh của kẻ tử bi, để lấy hết sức gào xa xôi, giết ráy nhau trong tiếng khóc. Phe bà hàn bà tham, vừa rít lên thảm thiết. Ơi mẹ ơi, chúng con phải đi tha phương cầu thực nơi xa, không được cơm bưng thuốc xót hầu hạ mẹ những khi đau ốm bằng chị bằng em. Để bây giờ mẹ phải vội bỏ chúng con mà đi đằng nào. Ơi mẹ ơi, là mẹ ơi tức khắc, phe cô liền mở giáo trả lời: ới mẹ ơi, mẹ đi đâu vội vàng mà bỏ chúng con? để lúc lúc sống mẹ chẳng được thiên hạ cho ăn, lúc chết thiên hạ mãi làm văn tế rồi, đau lòng đứa ruột chúng con. Ơi mẹ ơi, là mẹ ơi. rồi như một cuộc hát đúng ở bờ đê, cuộc chiến tranh bằng vấn đáp, cứ bi ai như thế kéo tràn, cho tới khi cả hai phe đều mệt lả người đi, ngủ gục vào thành ván. Chỉ thiệt cho vong hồn người quá cố Đã thoát tục rồi vẫn chưa được rảnh tay Nghe chót bài kinh phả độ của lão thầy chùa Chương 5 Một hồi lệnh Quả là lệnh vỡ dài dài réo Từ lúc mới tinh xương Tiếp đến ba hồi chống tùng dinh Trầm bồng nhịp nhàng Làm ví có một cô vũ nữ phi châu nào Quá bộ sang phân ưu với tang gia Giữa lúc đau buồn này Cũng đến phải ngựa ngây cặp giò mà đi mấy điệu Hồi cảnh lâm khóc nhai nhài Khóc thở suốt cả đêm để con cháu thướng hền đã thôi nhai nhài vì không ai thướng nữa. Nhưng đèn nến thắp suốt cả đêm vẫn còn sáng rực. Để soi giúp những người chạy qua chạy lại, cho khỏi đá phải bọn dâu con trí hiếu. Đương nằm quay ra ổ giải trước linh cứu, ngủ ngáy khá ngon lành. Và cũng để soi giúp ở gian bên trái, cho một cụ đồ xà, nằm phục vị trên mặt phản. Cũng suốt cả đêm, thì gan với cặp lợn quay, nằm phục vị trên án thực. Đường phòng bút viết lên mặt vải dù màu, trừ đỏ những câu đối trướng át là thống thiết bi ai. Sau mỗi câu, cụ lại ư ử ngâm lên. Sau mỗi bận ngâm lên, cụ lại ngước mắt vượt qua tầm vành kính trắng để trông tỏ mọi người xem có còn ai ca tụng cái văn hay chữ tốt của cụ. Nhưng may sao, bọn người sinh thưởng văn chương lúc bấy giờ đều kéo nhau ra bắt thưởng thức, đều kéo nhau ra bái thưởng thức sự vật bò. Nên cũng không còn ai đứng để mà ca tụng nữa. Tuy nhiên, ống thuốc lào giúp hứng của khổ chủ đưa ra cũng không vì thế mà không cứ hết. Nên cụ đành ngồi thẳng dậy, tìm người bảo lấy thêm. Khổ chủ tình ít ngủ, đương như con cỏ bờ, lướt từ nhà bếp lướt lên. Thấy mặt hắn, cụ đổ réo gọi. Kìa ông giáo, mời ông ngồi rơi thuốc, tôi đừng cần hỏi ông. Không ngồi rơi thuốc, xong cũng không từ chối câu mời. Hắn đến đứng sát thành giường, hai tay sửa trong quần. Mặt đưa trông các tác phẩm văn chương của nhà nho, cái thì giải ra hè, cái thì vì chật chỗ quá. Phải nằm xuống đất hay treo tạm ra bờ dậu. Tưởng hắn mãi bình văn, cụ cứ để yên, nhưng sau thấy hắn bưng miệng ngáp xài, cụ lại rục. Kìa, mời ông ngồi rơi thuốc, ông có dắt thuốc tôi xin tiếu. Gớm quá, thức cả đêm chỉ hại thuốc hại trâu. Được hả hê về mồi cỏ tương tư, cụ mới trông ông giáo ngao mồm thở, và rủ rụ ho, và thở nữa. Nào, bây giờ tôi mới viết đến câu của ông, Làng ta là một làng văn hiến, nhất là nhà ta, bẻ bạn toàn là chỗ văn nhân tao nhã. Nên tôi phải dành nghĩ cho ông một đôi câu đối khóc cụ thật hay, để thiên hạ trông vào. Chứ sở xuất cầu thả thì sao được. Nghĩ suốt từ lúc uống rượu sáng qua đến đêm, mới được một đôi tuyệt cú. Tôi muốn để viết sau cho được cẩn thận, và cũng để gặp hỏi qua ý kiến ông xem. Vừa nói, cụ vừa dở tờ bản thảo ra. Thưa ông, xin đọc ạ đán tịch nan cung cam chỉ vị củ lao hạt báo hải sơn ân đợi mãi chỉ thấy hắn lặng lẽ đứng im chả khen mà cũng chả chê cụ trông lên toan để diễn nôm thì thấy hắn vẫn đam chiêu nhìn vào bức chướng có bốn chữ vụ trầm giang ảnh mới viết hộ cụ nhang tưởng đoán được ý hắn cụ đồ ngọt tiếp hay là ông thích lấy một câu bốn chữ ở hà nội bây giờ các hiệu đối chướng người ta thường dùng bốn chữ cho tiện Tùy vậy, nghĩ cho khéo cũng không kém y hay. Nếu ông thích lấy bốn chữ, thì tôi cũng đã nghĩ sẵn được một câu hay lắm. Cụ thử đọc cho nghe, nhưng thường thường cháu thấy họ dùng những chữ như dĩ sơn vân ám, hoặc những gì gì nữa, nghe nó tầm thường quá, xáo quá, có phải không cụ? Cụ đồ tần ngẩn mặt, để bại hứng đến tận chân sâu. Vì hắn nói đúng ngay vào cái câu tuyệt cú, mà cụ sắp phun châu nhà ngọc ra, xong cũng cố bảo chữa. Ấy, theo thiền ý tôi thì lại khác Bốn chữ dị sơn vân ám thì hay lắm Chứ sao lại sao Vì câu vừa điêu luyện Mà ý lại có cốt cách hẳn hoi Còn gì thống thiết cho bằng Con ngóng nhìn bóng mẹ trên đỉnh dị sơn Mà bóng mẹ chả thấy đâu Chỉ thấy làn mây trắng bao phủ mịt mờ Thì hỏi xem lòng hoài vọng biết bao nhiêu Đọc văn ta phải hiểu đến những nghĩa xa xôi ấy Thì mới thấy được cái hay là vô cùng tuyệt diệu Nhưng thưa cụ Ở vùng ta làm gì có dĩ sơn mà trái lại chỉ có hương sơn thuộc mãi hạt mỹ đức cháu thiết tưởng dùng đến hương sơn vân ám cũng đủ xa xôi quá lắm rồi cụ đồ đắc chí cười khà khà chắc bỉ hỗ hề chiêm vọng phụ hề chắc bỉ dĩ hề chiêm vọng mẫu hề thế nào là câu thánh dạy ở kinh thi thưa ông chữ nghĩa nó phải có điển tích chứ nghĩa là khi con tưởng nhớ đến cha thì trèo lên non hỗ mà ngóng vậy khi con tưởng nhớ đến mẹ thì trèo lên non dĩ mà ngóng vậy nên tôi nghĩ câu Dĩ sơn vân ám Dĩ tức chỉ người mẹ Nói có sách mách có chứng Há có phải nói tầm bậy tầm bạ Thì sao gọi được là văn chương Sao gọi được là hay Vâng thì cháu cũng cứ tin cụ rằng hay Xong có điều là đẻ cháu bình sinh rốt nát Đến chữ cũng còn chả biết Thì hiểu sao nổi đến những điển tích Dĩ hề, hỗ hề Ở tận kinh thi Vậy giá được ai theo xuống dưới ấy Giảng giải như cụ vừa giảng giải cho cháu nghe thì tưởng mới lại càng hay hơn nữa. Cụ đổ xa sầm mặt lại, toàn cáp cháp đứng lên về. Nhưng khi sực nhớ ra rằng, hắn giả dò ương ương thì lại không buồn chấp. Hay là ông muốn một đôi câu đối nôm khóc cụ? Phải, bây giờ văn minh, ở Hà Nội, nhiều người cũng hay dùng câu đối nôm. Dạ, giá cụ làm dùm cháu một đôi nôm, xong cụ lại phải nghĩ từ giờ đến bữa rượu nửa đêm, thì đám đã trồn mất. Hắn vẫn mỉm cười nhìn ông cụ, nhưng ông cụ không cười Ấy, tôi đã nghĩ cả một đôi nôm, xin đọc. Tiên cảnh quê nhà an giấc mẹ, trần gian đất khách tuổi lòng con. Câu này thì hay lắm, trọi lắm phải không ông? Dạ, và cũng cọc lắm, nên chưa tả được hết cái công đức của mẹ cháu đối với chúng cháu xưa kia, và cái tình của chúng cháu đối với mẹ cháu khi tử biệt. Giá cụ làm giúp cho một đôi khác, hợp cảnh hơn. À, ông thích sai phải không? Thế thì tôi cũng vừa chợt nghĩ được một câu khác. Câu này thì tuyệt cú Đến cụ tuần nghe cũng không thể chê được vào đâu Xin đọc Dầu làm kép, hẹp làm đơn Tống táng cho yên hồn phách mẹ Cá kể đầu, sau kể mớ Tỉnh tang thêm tuổi phận đàn con Hắn nhăn mũi cười Câu đối này giá của cụ Tam Nguyên Hoặc là của cụ đi nữa cũng không sao Nghĩ giúp cho người con cô đầu khóc mẹ Cũng cô đầu thì thật là hay song tiếc cái rằng từ lúc đẻ ra Cháu không phải là cô đầu bao giờ mà mẹ cháu cũng không được hân hạnh làm bạn với đàn phách bao giờ. ăn cụ cũng biết thế. đã bị đưa đến bước đường cùng của kiên nhẫn, cụ đổ tường có thể dụ áo đứng lên về như những bậc sĩ phu xưa dụ áo trước bà Vinh Hoa. và lần này thì về thực. xong tiếng lợn kêu, tiếng bỏ giống nhắc cho cụ chợt nhớ câu thánh sẩy vị chi thế chi nên cụ lại nhẫn nại ngọt ngào. hay là còn một đôi này dài hơn nhiều, hay hơn nhiều và hợp cảnh hơn cụ cũng mới nghĩ ra. À vâng, tôi vừa chợt nghĩ ra, xin đọc. Lần này cụ trịnh trọng, ngồi ngay người lên, trịnh trọng sửa lại cặp kính khó bảo, cứ toan chạy tùa xuống mỏ mũi, để soi bói xem có bao nhiêu sợi dâu phụ xuống mồm. E hèm đủ ba tiếng, rồi mới đọc như xuất khẩu thành trương vậy. Tổ độ cũng là Vinh, tuổi ngoại 60. Có phải cụ nhà năm nay 64 thưa ông? À, tuổi ngoại 60, cháu còn đông đúc, mà 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 tổ độ cũng là Vinh Tuổi ngoại 60 Cháu con đông đúc À hạ ừ hừ. Thưa cụ chỉ có thế ấy không còn dài nữa Ông để tôi nghĩ thêm Cháu con đông đúc Tổ độ cũng là Vinh Ờ hờ à hạ à, Xin lỗi ông lâu ngày tôi cũng quên Để tôi dở sách xem lại một tỷ Ông giáo lỡ bật vì cười vì không nhịn được Xong cụ đồ đã kịp giấu ngượng ngập Lẫn trong những cử chỉ dối xít mở chiếc cháp sơn then mà bất cứ ở đám xá nào cụ cũng mang theo để đựng các đồ sơ cua cần thiết lấy quyển sách bìa đã cáu lên có lẽ là những tầng ghét sôi ghét thịt Sở liếc xem qua mấy hàng chữ thảo gặp vội lại bỏ cháp rồi mới trông ông giáo đọc thuộc lòng à tổ độ cũng là vinh tuổi ngoại 60 cháu con đông đúc tưởng mẹ nay vui thú non tiên một dạ kiên trinh còn chép để lòng thương khôn xiết kể Cha xưa thác hóa, em lại lịch đi, ngán nhà nỗi sự tỉnh mang bách, trăm năm nương tựa biết trông đâu. Câu này thì tha hồ mà hợp cảnh của cụ nhà và của các ông. Nào tả đủ cả cụ ông mất sớm đi, nào cô Tuất, trên cô Liên, cũng lại mất đi theo. Tôi thú nhất ở cái câu mà, 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 tưởng mẹ nay vui thú non tiên. Một dạ kiên trinh còn chép để, đối với ngán nhà mỗi sự tỉnh mang bách, mà 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 trăm năm nương tựa biết trông đâu thật là tận cảnh tận tình đều diễn tả được thật là chọi nhau chan chát câu đối tưởng như thế mới gọi là câu đối chứ hì hì chữ nghĩa như chữ nghĩa mấy ông cung văn làng ta biết cụ sắp giờ đến pho tài liệu về chữ nghĩa của mấy ông cung văn làng ta để đem ra bắt bẻ để hết lời chê thì thực là một tai vạ tầy đình ông giáo vội vàng ngắt nhưng cháu có ba bốn em mà cô tuất nó chỉ là một trong những đứa kia cụ nói lừng là em lại tịch đi thì e cô chú khác nó sái cụ đồ ngẩn người suy nghĩ hay là anh lại tịch đi đến lượt ông giáo ngẩn người nhưng rất nhanh cụ cắt nghĩa vì độ ấy ông chưa đẻ nên ông chưa biết bà cụ nhà ta có nở một đốt đầu lòng con trai trên cả bà tham được ba năm thì bỏ mất như thế cũng là anh ông chứ phải đấy ta dùng chữ anh ngẩn người để hiểu ra xong hắn lại vẫn không bỏ nụ cười cụ đồ lại ngước mắt qua tấm mục kính nhìn lên xem ý hay còn một câu này nữa dài lắm tôi đọc ông nghe hắn vội xua tay thôi 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 xin cụ viết cái đôi câu nôm cụ bắt đầu đọc cho cháu nghe ấy tiên cảnh quê nhà gì ấy cho nó chóng xong à tiên cảnh quê nhà an giấc mẹ trần gian đất khách tuổi lòng con ông thế mà tinh thật theo ý tôi tôi cũng thấy câu ấy là hay hơn cả những câu kia hay vì sao vì dựa vào cái điển nhà phật sinh ký tử quy cảnh tiên ấy mới thực quê nhà chết là về còn cõi trần nay chỉ là nơi đất khách sống là gửi thôi vậy vậy xin viết nhưng cụ đổi giúp cháu mấy chữ vâng vâng ông đọc à để tôi lấy sổ chép nôm của ông tôi vẫn thấy người ta khen ngợi nhưng toàn đăng sách báo quốc ngữ thành chúng tôi không được am hiểu xin phép ông để tôi chép vào sổ tay có những câu của cổ nhân ghi lại Ngộ muốn dùng đến về sau Nào xin ông đọc cho Làng nước đẫy diều ơn bụng mẹ Lợn bò mất xác Oán lòng con Mới viết đến chữ đẫy diều Cụ đổ gác mạnh bút xuống nghiên Gập sách lại cất vào cháp Bỏ hẳn kính cầm tay Nhìn rõ xem hắn tỉnh hay điên Thì mấy người đến phúng vào những lúc nào Đã trào lên một câu nữa cho hắn nghe tiếng để ra đáp lễ Đó là ba người đàn ông Họ đem chung nhau một chai rượu lậu, ba lạt vàng hoa, năm quả cao tươi là tất cả lễ vật đặt ở ban thờ. Cụ nhang vẫn vất vả như thường, gọi pha nước lấy trầu. Và đi đánh thức ông phán lưu mãi, ông mới oản oài dậy, vừa cáu kỉnh lầu nhầu trong miệng như chửi thầm ai. Vừa lấy bút biên các đồ phúng viếng, nhất là các tên người, để lúc ăn cỗ sẽ lên giấy mời không được thiếu sót ai mà khốn với họ. Chờ cho được ghi tên đâu đấy, ba người khách nắn lại khăn, Xốc lại áo, khẽ huyết tay nhau ra hiệu xoa chân cho sạch đất, đứng sắp hàng vào chiếu, khẽ huyết tay để cúi đầu bưng miệng, rồi khẽ bảo thầm nhau để cùng dặn dài ra ba tiếng. Hở ô hô, hức hức, hở ô hô, hức hức, hở ô hô, hô hô. Dậu chứng kiến những tiếng ô hô này từ ba hôm trước tới giờ, có đến tiếng thư mấy trăm, khổ chủ vẫn hết sức ngạc nhiên, nghe những tiếng kêu rên cứ việc thảm thiết đến buồn chảy được lòng. Để cho những cặp mắt cứ việc giáo hoành trong tươi, như lúc họ ngồi xem hát nhà tơ trong một đám khao đám cưới lại những tiếng chia buồn và những lời nhớ tiếc từ đầu ngõ một hồi lệnh khác lại dè giải phát nữa gọi các đô tùy hàng sáp đến đưa ma chịu thua cụ đồ đôi lợn quay đương nằm phủ phục đã phải ra sân những cây bánh bò mầm ngũ quả cũng nối gót theo sau rồi đến mấy thứ đồ thờ rồi đến tấm truyền thần bà cụ đều tiếp tục theo ra các nhang án linh xà để người ta lấy chảo buộc chàng cho khỏi đồ Chai hàng sáp sau bữa cơm tạm sáng ngày cũng lần lượt nhai chầu kéo đến. Có người còn hậm hực về cơm khê hay sống. Có người chưa hết phàn nàn nhà đám không mua rượu lậu cho họ uống rượu thùng. Không quen giọng để đến buồn nôn. Nhưng vẫn chẳng ai nôn vì người nọ còn mải hiên ngang đến sờ vào tận bức ảnh truyền thần xem. Họ vẽ hay chụp mà giống như in. Trong khi những người kia vào thẳng trong nhà ngồi rõ xếp vành tròn rồi vênh vảnh cái mặt lên trông ngựa trông ngang như chỉ trực tìm người để mà cà khịa. Lại một hồi lệnh nữa, tựa như chỗ chúng, cả ở nhà trên, cả ở nhà dưới, cả ở sân sau sân trước, những người hôm qua, hôm kia, hôm bà cụ mới mất, đã không lẽ không chạy đến thì người ta lại trách, trầm trồ chạy đến hơn nước chảy để không còn có chỗ ngồi. Nhưng không có chỗ ngồi thì họ tản mát ra xem các cây cối trong vườn, chảy đỡ nhà chủ vài trái quả bỏ túi đem về cho con. Tản mát ra ngõ xem các minh tinh nhà táng so sánh có đẹp bằng những cái trong mấy đám vừa rồi nếu không phải là những người mau chân mau tay chả có họ hàng gì cũng cứ gọi bọn gia đình là chú hay bác bừa đi để rồi xoan xoe làm giúp đôi việc con con song đã chẳng quên giao hẹn cho những chú bác đó phải để ý đến khi đặt cỗ mà nhớ lấy họ bởi vì ai nấy đều nghĩ đến câu nghĩa tử là nghĩa tận nên ai nấy đều cùng chỉ nghĩ đến một việc tận tâm cả những cái ông chỉ ngồi nhai trầu uống nước với tang gia mà không ai trách móc về những điều sơ suất trong khi bối rối. Cụ nhang chỗ người nhà càng tận tâm hơn hết, sợ vất vả, cụ sai phái gia nhân đã khản đặc cả cổ. Cụ chạy đi chạy lại đã sổ tung cả chiếc búi tóc củ hành. Đám hẹn đưa đúng 5 giờ, nhưng 5 giờ đúng của nhà quê là lúc mặt trời đã lên cao. Lúc ấy nhiều hồi trống tùng dinh mới trầm bổng rung lên. Cùng với điệu lưu thủy của phường bát âm, cùng với bài cảnh lâm khốc, quan viên bắt đầu vào tế chuyển cữu không khí đều im phăng phác ngoài tiếng chặt thịt các dâu con đều bưng miệng đứng xem trưởng nam tỏ lòng hiếu thảo bằng những giận lên dẫn xuống đứng lên quỷ xuống và cũng để lấy sẵn gân mồm gào khóc khi nghe viên hộ lễ xướng cử ai tiếng ấy đến rất hợp thời người ta bỗng chu chéo khóc lên say đám khóc lên tuy cũng lắm lúc người ta hơi ngừng lại để lắng tai nghe viên ấy xướng đến câu ai chỉ sau ba tuần rượu tiễn hành Thế là lễ tất Lại những tiếng hở ô hô của người quen thuộc Lại những tiếng hở ô hô của hàng giáp Làm ông giáo thêm lần nữa Lại vô cùng kinh ngạc nghe những tiếng ấy Cứ việc buồn chảy được lòng Để cho những cặp mắt cứ việc chơi chơi cháo cháo Như lúc họ ngồi xem hát nhà trò Trong một đám cưới đám khao chương 6 Như một đàn kiến khanh mồi chạy lụt Đám bắt đầu đi bằng những bước Không ai chậm rãi hơn Để rồi mới dần dần mở thêm tốc lực theo với số thực phẩm bị tiêu ngót trong bao tử. Mở đường cho đám là cuộc triển lãm của các nhà đối chướng. Có những bức chướng nhiễu thanh thang, rộng mà chỉ đọc một tên người chơi chẽn đứng trong lạc khoản. Có những bức đối vải vin bực bội hẹp thì lại nêm một số tên người trồng chất lên hàng tá huy chương. Là ông Tránh Văn Sai hay là ông Lý Bá Hộ là ông xã đoàn chưa kịp khao khoán hay là ông quản lộ tử dịch đã tận tiền chiều. Một cụ già nhà quê vốn cẩn thận đã khai lý lịch mình dưới bốn chữ. Hạc giá vân du rảnh mạch, một trẻ tỉnh thành, có lẽ là bạn ông Phán Lưu, nhũn nhặn hơn, nên không muốn vô trưng tấm bằng xe phi ca mười độ năm kia, mà chỉ khiêm tốn để dưới ba chữ tên là cậu sinh viên cao đẳng. Mặc, đám cứ mở thêm tốc lực. Đoàn câu đối lướt qua đến đoàn bát âm phường trống, sau đoàn phường trống đến đoàn hai sư ông, ngự trên hai cái xe bánh sắt, vận đủ cả áo cả xa, đội đủ cả mũ thất Phật cầm đủ cả cây xích trượng và liếc đủ cả hai con mắt với bọn gái tơ đứng nấp hai bên vỉa đường. Xin bỏ qua bốn án thực khanh lợn quay và bánh ngọt, cũng như đã bỏ qua cái minh tinh sạc sỡ cao rõ lêu đêu. Vì đám cứ mở thêm tốc lực, thì mới kịp điểm đến cỗ Linh Sa chờ hồn người quá cố. Tuy mang tiếng là xe, nhưng Linh Sa không chạy được nhẹ nhàng như các bạn cùng tên cùng kiếp. Vì nó còn phải chất nặng một bức ảnh, một bộ đồ đồng tam sự một mâm bồng có 10 quả quýt đỏ và cái nải chuối xanh. Và cũng vì còn phải lôi nặng chiếc cầu bằng vải vẽ hoa sen, đội bởi 12 cái cột xà chậm chạp, nhưng đám cứ mở thêm tốc lực, thì các cột xà cũng đành sắn cho cao váy chạy theo. Chốc chốc, cầu lại khuỳnh sang bên phải, khuỳnh sang bên trái, nhô lên hay lõm xuống ở đôi đầu hay đoạn giữa, vì một cột nào rủi ro có những cặp chân chậm mắt lòa. Mặc, đám cứ mở thêm tốc lực, Ông giáo chống gậy đi giật lùi trước quan tài theo cái điệu cha đưa mẹ đón. Đã cuồng cả càng không sao chạy giật lùi được mãi. Hắn đã phải bỏ cả tay bưng mồm, tay chống gậy, víu vào thang đòn trước mặt để lúc nào cuồng càng quá sắp ngã thì khẽ đu lên. Tìm được cái cách giản tiện ấy, hắn chỉ mong sao tức khác trời đổ một trận mưa xào để cho đám còn mải mở thêm tốc lực thì hắn cứ việc đu hẳn mình lên cho họ trở đi. Không còn phải giật lùi mà bước nữa. Sau linh cữu là một đoàn con cháu trắng toát Bà Hàn không thể lan đường được Vì đám đi nhanh quá Mà đường lại là đường cái xứ Có làm ô tô Bà Tham sau mỗi câu gào rất Hà Nội văn hoa Lại đưa mắt nhìn khách qua đường Xong cứ bị em mợ giáo Tiếng như lệnh vỡ lấn át cả đi Khiến bà đã mấy lần thử gào giống lên Mà vẫn chẳng ăn thua Đành hạ giọng ti tỉ vậy Ông Tham ông Hàn Thỉnh thoảng lại thay viên nhau đào ngũ để đi xỉ mũi khiến cho bà nhang cả. Giữ việc mời chầu thuốc, đường cao hứng được dịp thi án, cùng tất cả những người đi đưa đám, cũng như không đưa đám. Mỗi bận thấy các ông bỗng hơi trột dạ nghi là đi kiểm soát. Chưa biết đâu rằng họ còn mải nhìn lên bến xe hơi đầu chợ xem. Anh em ở tỉnh có ai về? Ông chồng chưa cưới cô liên, không biết vì nghiện nặng, hay vì thấy cơ hội thuận tiện cho ông thở vào mọi mũi mấy hơi thuốc lá ăn lê. Vừa lấy được một điếu da châm, đã bị cụ nhang tinh mắt đến xin điều hút cho nó long đầm. Ông vội vàng cất biến bao thuốc hảo hạng vào mình, rồi mới lấy ra mời cụ một thứ chế tạo tại Nam Kỳ, chừng ông có sẵn. Đám cứ mở thêm tốc lực, xong bọn người đi đưa như vẫn chê là chậm, nên chỉ được mấy bước đầu giữ nguyên hàng ngũ. Rồi ông thì chạy trước lên ngồi tỉnh trên một quán nước, bà thì chạy đào ù về nhà để đi lượt tóc. Hoặc ông nữa thì tạt qua ngõ, gọi đưa rúi cho vợ cả một vốc cao trầu tích, được trong mấy bận mời của bà nhang nơi huyệt đào may đã hiện ra. Người đi đưa đã dần dần tụ tập đông như lúc đầu, đám cũng dần dần hãm tốc lực lại và đi thong thả như lúc đầu. Để các đô tùy còn đủ thì giờ, hãm các đả chân trước khi dừng hẳn rồi mới đi xuống lối rẽ vào mộ địa. Một lần nữa, những người đi đưa lại bỏ hàng ngũ, xô nhau đi tát ruộng tắt bờ vào trước. Ai không biết địa lý thì lảng qua xem cái lỗ mới đảo sâu hay nông, rồi rẽ sang thửa ruộng bên đứng. Ai võ vẽ về khoa địa lý thì phóng bước đi tản ra xa những vùng lân cận, ngồi thụp xuống để ngắm xem các đường thủy dẫn. Mây vãi xà ngã bể xuống bãi bóp chân. Các sư ông buồn vì lạc lõng tới cõi tục này. Đưa nhau ra ngắm những án thực có để những lần quay mà động lòng xả kỳ vị ta. Những muốn phả độ cho đôi cái xác chảy mỡ nhảy vàng kia. Nếu chúng chịu khó dẫn mình tới chai phòng của bản tự. Bộ đoàn có tám đầu rồng đã tới đặt trên bãi cỏ. Người ta lật bỏ cái nhà táng giấy người ta cởi bỏ ba đoạn dây vải chàng ở linh cữu với thang đòn. Rất ba hồi phách hiệu, tiếp đến ba tiếng khác, một tiếng mó tay vào, hai tiếng nâng tay lên, ba tiếng cùng nhau bước, họ khênh trần linh cữu bước đi. Các dầu còn lễ mễ theo sau, họ càng gào hét như có thể chém giết ngay được bọn đô tùy, làm như chính bọn này đã giết mất của họ người mẹ đáng quý nhất trần san, và đường đem đi vùi cho biên xác. Cho nên lúc hạ huyệt, bà tham đứng trên bờ, dãy đành đạch cái chân và đấm thùm thụp cái ngực để tỏ lòng đau xót. Trong lúc bà Hàn càng hiếu nữa, đã có đủ thì giò cởi vứt cho con, cái áo len mới đan xong hôm nọ, rồi phi thân lan xả theo xuống lỗ với quan tài. Ai vực bà cũng chẳng dậy cho, ai dỗ bà cũng chẳng nguôi cho, bà nhất định nằm đợi họ lấp đi cho bà được chết theo với mẹ chồng. Mãi từ khi tức mình, họ thôi vực, thôi đỡ, và xúc một sảnh đất thứ nhất đổ vào đầu huyệt đường kia, bà mới lóp ngóp bò khỏi lỗ Huyệt bắt đầu được lấp Thì lấp át phải trong xong Một quan viên hộ lễ nhận cái việc cùng với ông tự đi cúng thần linh Bọn quan viên còn lại đã khoác xong vào người Những chiếc áo trắng hoa mốc cũng như nhau Cháo lòng cũng như nhau Và ở các ống tay cổ áo bờ ghét cũng chẳng kém gì nhau Dục hổ chủ vào tế thành phần ở trước mộ Hưng, bái, quán tẩy, cử ai, ai chỉ và vân vân Đều đã diễn trong cấp tốc Ông thông sướng, sướng chữ giai quy Rồi đọc chúc đoạn khẽ dục nôm cụ đồ, đọc cho thoang thoáng để còn tuần lễ an sàng nữa ở nhà. Gán mãi mới được vào sống mũi cặp kinh khó bảo, không toan chạy tuột xuống mồm. So rún vài hai ba bận, mà chiếc cổ áo chừng nặng ghét quá, nên vẫn không đứng được ngay. E hèm lần thứ năm mới nuốt hết cục đầm cuối chót mắc ở cuống hầu. Xong cụ khuỳnh hai tay nâng bản trúc, nhổm mông lên vai xuống trước bàn một cái. Hạ mông xuống cho đè bẹp trên chốc gót chân Rốn lại vai để người mát tính nhất cũng đã sốt cả ruột lên. Bấy giờ cụ mới lại e hèm lấy giọng đọc ra tiếng. Cụ mới dứt tiếng ai tai và rù rụ ho lên. Vừa toan vái tạ đứng ra hàng, thì ông giáo cũng đương quỷ, liền túm lấy áo cụ chưa cho đứng vội. Hắn tủm tìm cười hỏi. Văn tế cụ làm ngắn quá. Cụ đổ há hốc cả mắt lẫn mồm nhìn hắn, vẫn tưởng như không được rõ. Lại vội lôi kính cầm tay, xem tỏ hắn tỉnh hay điên, thì hắn tiếp luôn. Vậy cụ có mới nghĩ thêm được bài nào dài nữa không? Được hoàn hồn, cụ tay gỡ tay, miệng đáp. ấy chết, chữ nghĩa của thánh nhân, thèm bớt thế nào được? Rồi cụ toan đứng dậy, xong hắn lại vồ túm được, bắt cứ phải quỳ. Vậy thì cháu có một bài ai điếu mẹ cháu này dài hơn, rõ ràng, thực tế hơn của thánh nhân nhiều. Cụ làm ơn đọc hộ. Ngoài kia, bọn người đi đưa đám thấy văn đọc hết đã từ lâu. Mà trở lễ tất để về uống rượu cho xong, tưởng mới xảy ra một việc phi thường, họ xuống đến xem nguyên cớ. thấy tốp ấy kéo đến, tốp khác đã có đủ trí sáng suốt, đồn ngay ra là bà Hàn hay bà Tham hay một dâu con nào thương mẹ quá, đừng chết ngất. đều rủ thêm được vài tốp khác nữa, chạy lại vây quanh nơi tế thành một vòng tròn kiên cố hơn những chủng vi trong các trận huyết chiến thuở xưa. ông giáo đã móc được khỏi túi ba tờ giấy tây viết đặc xa, ông đưa cho cụ đồ, nhưng mới liếc qua, cụ chối nguôi nguẩy. Chết chết, tôi đọc sao được quốc ngữ? Cụ không biết quốc ngữ, nhưng để cháu hiểu quốc ngữ hơn hán tự. Như vậy sẽ không cần ai phải xuống dưới ấy thông ngôn. Thế thì cụ cứ quỷ đây để cháu đọc thay cụ. Liếc ra ngoài, hắn thấy mọi người vẫn chưa hết len đẩy nhau, tựa như khi họ xem một phường xiếc của chủ khách, với cái phèng phèng về diễn ở chợ hôm đầu tháng. Càng phấn khởi, hắn chỉ đỏ tai dây lát, chờ cho im lặng hẳn mới đọc lên. Hiểu ý hắn, Người có tính nóng ruột nhất cũng phải quên nóng ruột để nghe Người có tính bỏ qua nhất cũng phải tò mò hiếu dị Cụ đồ đã thôi gỡ tay ra để sung sướng vì cái chỗ quỳ Chẳng phải chen chúc như ai mà được gần hắn nhất Phường trống, bát âm, phó kèn Đều khoác cả lên vai các đồ lễ tài tử để lách sống lách chết vào xem Cụ nhàng, đường trông nom cho bọn đô tùy đáp hót cho gọn mồ Cũng bỏ việc đấy ủ tái chạy vào Cậy là gia nhân, cụ quấn khăn xuống cổ Huếch đẩy bừa người khác để kiếm lấy chỗ tốt hơn Xong chẳng ai nhường, cụ đành trở ra cuối mộ, quát ẩy lũ trẻ con dẹp lối cho cụ chui qua gậm chiếc án thư mới kiếm được một nơi như ý. Để mọi người an vị đâu vào đấy cả, ông giáo thả cụ đổ ra không túm nữa, hai tay nâng tờ giấy, ông vái rồi dõng sạc đọc lớn lên rằng Hỡi ơi, nợ sống trả xong, nợ ma chưa hết, nơi hố đảo cái xác tưởng nằm yên, chọc ngài gỗ cái hồn còn bận mệt, mắt đã nhắm mà đời chẳng nể bao mặt thương vay tái đã ù nào họ có tha bao lời nhớ ép năm bảy tuổi đã nếm mùi cơ khổ địa tái bỏ nay người hẳn thừa no sáu tư đông hàng trải núi hàn vi chồng áo mã những nhìn thôi hết xét nhớ mẹ xưa nhớ giống nhớ tông đẹp người đẹp nết làm muốn làm nhiều ăn toàn ăn ít lúc tại gia bố cụ đồ gàn khi xuất giá chồng anh khóa kiết, buôn bán mải thắt lưng buộc bụng, để thầy em chén rượu chén trà. Tiêu pha chuyên bóp miệng bưng mồm, mong cháu nó chân dẩy chân dép. Việc nối dõi tông đường không lỗi đạo, đẻ giạc người cho đủ mặt gái trai. Câu đẻ nhang tiên tổ dám sai lời, chạy rứt váy đặng xoay tiền rỗ tết, bàn tay nọ còn ngón dài ngón vắn. Thẳng cả con dẫu có rốt văn sát võ, nào ruộng, nào nương, nào thơ, nào phú, tính khí ương gàn triều đình kia cũng quan nhỏ quan to cô chú nó ai không lộc nước ơn vua những hàn những phán những ký những tham công danh ra phết nhà theo bố cưới theo chồng chi thánh ngữ tưởng mới đến bốn mươi xuân lẻ khúc sướng tùy đương dạo thầy đã cam dứt áo ra đi trẻ cậy cha già cậy con chi phương ngôn thì sống thêm nghìn vạn năm sau miếng trung đỉnh vừa gây mẹ ắt hãy nếm mùi cho biết nào ngờ ma đỏ từng răn trời xanh cứ ghét nghiệp cần cù phật mẫu bắt ăn chay sổ sinh tử nam tào như sẵn chép đầu năm xưa đói kém ốm một ven hầu đã bẹp giường cuối tháng trước đại hàn ho mấy trận ngỡ gần sạt nghiệp họ mạc lòng mong hơn quả chợ nào mách những thuốc mường thuốc mán chạy xuôi chạy ngược mỗi ngày thay một chén chẳng quản công lao dầu con mắt đỏ quá bôi gừng, nào nghi cho động mả động mồ, đi bói đi xem mỗi quẻ đặt hai hào, có đâu oán tiếc. Cái lẽ làm nhiều ăn ít, thì dẫu khỏe như tàu máy cuốc, dầu mỡ khan cũng huyết biến vi tà. Nghề đời sướng ít khổ nhiều, ví dụ chơ tựa tượng đồng đen, trẻ oản kém cũng âm suy thành liệt, hoặc là bởi mình cao số nặng, thuốc thầy băm chỉ tổ mỏi tay, hoặc là do bệnh trọng thân xà, Bùa thầy vẽ cũng đành cạn phép Hoặc thầy sống cõi đời bể khổ Nợ trần gian trả dứt thoát quy tiên Hoặc lo xa cơm Phật trai khem Cộ con cháu dành ăn khi mãn kiếp Nên đây Nảy bánh nảy nem Nảy xôi nảy thịt Nảy bê thui Lợn đốt ba đầu Nảy nhà táng minh tinh một nếp Câu đối nhớ nhung Đòn rồng tiễn biệt Quỷ khóc bu có bọn tên cả Tên hàn, tên tham, tên phán cùng tinh thể đẳng giả ủ như xuân đi đưa bu có các cụ tiên cụ cửu cụ chánh cụ nhang và nội hương thôn lòng buồn quá tết thần xác tạm xa ngơi dưới huyệt đoạn ba năm chờ địa lý đến di cư thần hồn máu về gấp trên ngay trong nháy mắt đợi an sàng rồi vĩnh quyết ẩn đức coi bằng trời thầm thay đàn em con báo hiếu đôi câu công lao sánh với biển khơi vì bẻ bạn Chúng trả ơn một tiệc Mẹ chớ khôn thiêng Ăn vào phải biết Ô hô, ai tai Hắn cũng vừa dứt tiếng ai tai Thì tuy không ho được ra rủ rụ Nhưng lại phá lên cười Cười sang sặc, cười rũ rượi Cười nước nở lên Cười đến nỗi sau cùng Nằm lăn trên mặt đất Lịm hẳn người đi, bất tỉnh nhân sự Trước còn tưởng hắn giả vờ Người ta giúp nhau vào gọi và khuyên giải hắn nhưng đến khi thấy hắn đã thành một cái xác cỏng queo lạnh đá cứng đở như chết vì sợ liên lụy đến mình những ai đã tò mò nhất cũng bấm nhau lảng tránh cho xa những ai đã nóng ruột nhất càng bấm nhau lảng tránh cho xa cụ nhang biết địa vị mình không thể lảng được cho xa đành phải từ gậm bàn chui lên một mặt sai người lấy nước tiểu vã vào mặt hắn nắm tóc ngôi lồi tóc gáy mà hú ba hồn bầy vía hắn ở đâu thì về một mặt bảo người đi lấy võng cáng hắn lại nhà cấp cứu một đá ma đủ cả khứ lẫn hồi cùng diễu trong đường lối cũ khác đá ma khứ đá ma hồi không lợn quay không nhà táng không đòn sồng với kẻ đi đưa và không gì hết cả chỉ trừ có một đoàn ống hai người khênh nhẹ với một vợ và hai người con vừa khóc chạy theo làng nước bàn tán mãi với nhau rằng thế nào mà vợ hắn trả thôi thì tát nước theo mưa lo cho mẹ âu là lo luôn cả cho chồng một thể Bàn tán mãi cho đến lúc hắn mở được mắt ra Thì chiều đã kỹ Hồi tỉnh lại Hắn không ân hận cho cái mình hắn lắm Mà chỉ hơi ân hận về bài ai điếu sáng ngày Chả biết nghĩ ngợi thế nào Mà hắn lại đi dại dột đọc xa Hắn có lo ai giận đâu Hắn có lo ai chửi đâu Hắn chỉ lo thay cho làng nước Khách khứa họ khí khái Tổng đỉnh công về ăn cơm nguội ở nhà Thì ngót trăm mâm cỗ đổ tàu Có cả dê lẫn bò Cả bánh trưng tráng miệng Lẫn bánh ngọt lấy phần Than ôi, hỏi con cháu bụng dạ nào mà trở đi cho hết. Thoáng nghe nhà ngoài có tiếng người, hắn ngượng đứng lên, lần tưởng ra xem quang cảnh, hắn đoán là điêu tàn lắm. Nhưng vừa mới ló mặt khỏi cửa gian buồng mà người ta hãy tạm đặt riêng hắn nằm, rồi sau sẽ liệu. Hắn còn quáng mắt chưa nhận ra gì hết, thì những tiếng mời tứ phía bất thình lình sủa đến, làm hắn phải giật thoát mình, toàn lại ngã ngất đi. Kìa ông giáo, ông đã khỏi hẳn, phục đức quá, Chúng tôi xin thất lỗi rượu ông. Chúng tôi xin thất lỗi rượu ông. Phần kết Thiếu mất 8 bát mẫn rượu của cụ cửu, năm bát loa tàu của ông Nhiễu Cơ, 11 đĩa mẫu của Hương Sân, 23 đĩa phố nhà mới mua, hai thùng sới cơm, một mâm gỗ. Cùng lúc ở ngoài sân, người nhà đương soạn lại bát đĩa, mượn về hôm làm cỗ để nay đem trả. Ở trong nhà, vợ chồng ông Tham, vợ chồng ông Giáo, vợ chồng ông Hàn cụng đường họp hội đồng trục sổ chi phí. Mà ông Phán Lưu giữ chân kế toán và cụ nhang đã tự ý lảng sang, chứng kiến nốt bữa cơm dỡ sạp là dự thính viên. Sau khi ông Phán đã dương to lên các món tiền chi phí cho mọi người nghe, cụ nhang làm ra vẻ mặt rất ngạc nhiên, cất lên hỏi trước. Chà chà, như thế có dễ đến 200? Không ai trả lời. Thế nào anh, liệu có đến 200 không? Cụ hỏi thêm lần nữa vẫn không ai trả lời, có lẽ trong óc mọi người còn đương mải bận biểu với những con số tiền nong. Có lẽ cũng vì mọi người đã khám phá ra chỉ cụ nhang là đích danh thủ phạm gây ra cuộc tốn kém tai hại này. Nên ai cũng ngấm ngầm ác cảm cụ. Đến nỗi từ nãy tới giờ cụ hỏi đã mấy câu họ đều đáp bằng những tiếng lơ đãng Nếu thấy rằng không thể dừng đáp được. Nghe ông phán sướng xong cử tòa bỗng đồng loạt phát ra những chuối thở dài thường thượt nhưng thấy thở vẫn không thể làm cho bầu không khí đỡ nặng đè trên mọi ngực. Bà Hàn phải bảo Lưu. Bây giờ chú cộng lại cả xem. Lưu cộng, thử cẩn thận một lần. Chồng khắp mọi người khẽ nói. 326 đồng 7 hao 7. Tùy đã nghe rõ hơn ai hết, cụ nhàng cũng vừa hỏi lại. Bao nhiêu á hở anh? Lưu vẫn chẳng trả lời, thì mợ tham nói tắt. Tôi cứ gọi là 327 đồng cho gọn, Bây giờ cậu lại tính đến các món thu Lưu ngạc nhiên Các món thu Làm gì có các món thu Các số tiền người ta đem đến vúng viếng Mà tôi đã dặn cậu biên ấy mà Thế cũng gọi là món thu chứ Một tia hy vọng vụt nảy trên các mặt cử tọa Trừ ông giáo vẫn giữ cái mỉm cười ngớ ngẩn bầm ư thiên tính Và trừ bà giáo càng buồn rười rượi hơn Khi nghe ông phán xương số tổng cộng vừa rồi Lưu đã dở những cuốn trong quyển sổ tay Xong cách mấy trang Chàng tính rất nhanh Nhưng nét mặt của chàng vừa hy vọng đã biến ra thất vọng Làm mở tham phải sốt ruột hỏi dồn Thế nào cậu? Được bao nhiêu? Lưu chán nản Trả mấy Từ một người một hào cho đến năm người một đồng Tất cả chỉ được có 31 đồng hai hào Ít quá Thì hãy 31 đồng hai hào Lại còn rượu nữa Lưu lại cộng Rượu thì khá Cả cúc, con hươu, ngũ gia bì Vang lăng vang đỏ ti và lậu tổng cộng được những 186 chai. Uống mới hết có 51 vừa lậu vừa phong ten vì còn của nhà mua. Tức còn lại 125 chai nữa. Rượu mà không là tiền à? Bây giờ cậu tính ra tiền xem. Con chè, tôi thấy khối chè. Bà Hàn nhắc. Ừ, con chè nữa. Nhưng trẻ hãy tính sau. Bây giờ cậu tính rượu ra tiền xem. Lưu ngại. Nhưng nhiều thứ lắm. Tính thì lâu chết. Bà Hàn nhanh nhẩu nói Thôi cứ tính một loạt đổ đồng vào giá rượu thương Nghĩa là ham nhăm xu một chai thôi Còn những thứ đắt tiền Thôi thì hơn thiệt là bao Để xin biếu trưởng Bà giáo không nhịn được mãi nữa Vụt đứng ra phản đối Xin dạ ơn tím Nhưng tôi hỏi Đời thủa nhà ai đi tính cả chai cả rượu Đến đi buôn cũng không đến nỗi thế Thế dễ từ nay dở đi Ở làng này người ta có đám xá gì Đừng còn phải đi mà giả người ta cả những tiền phúng viếng, các người tưởng dễ thường người ta cho không đấy hay sao? Dễ thường đến lượt người ta có việc, đừng có phải giả nợ người ta. Mà mỗi bận như thế, có dễ lại chạy tiền ô tô đi ra mà bổ cho các người đấy hẳn. Còn rượu, còn chè, còn từ nay đến 50 ngày, mỗi ngày hai bữa cúng cơm, giảm ngày một bọn khách đến thăm, thì múc nước lã mà cúng đẻ, Đù nước lã mà tiếp khách. Các người cứ tính đi. Thấy chẳng như mọi lần, Lần này bà phản đối mọi người đều im thiên thít Như ngậm tam cả với nhau Nên được thể bà lại rít lên tiếp Ôi chao ôi Nhưng mới kêu được có ba tiếng giáo đầu Cho một cuộc biện thuyết Rất có thể sẽ động địa kinh thiên Bà đã bị ông giáo nghiêm mặt trong bà quát Mở im đi Từ nay đến 50 ngày Rượu cúng đẻ thì tôi lại được uống chứ ai vào đấy Trẻ pha tiếp khách Thì khách ba chủ nhà bảy chứ ai vào đấy Đằng nào không phải tiền mua rồi ngảnh sang em Chú cứ tính đi Chị đổ tham la mấy mà Tính xong rồi tính đến tiền cao Rồi chị giá đến tiền câu đối Ông tham vội can Chết sao cậu lại nói thế Sao câu đối người ta phúng mà không là tiền à Bà giáo mát mẹ chêm vào Phải Câu đối cũng là tiền chứ sao Bà nằm vô việc rồi Thì mẹ con nhà tôi được dùng làm rẻ lau Chứ ai dùng vào đấy Biết phe mình đuối lý Bà Hàn đưa mắt điếc bà Tham ra hiệu đình chiến Rồi đánh chống làng hỏi Lưu Lúc nãy chú tổng cộng số chi tiêu là 327 đồng phải không? Bây giờ chú chia ra làm năm xem Mỗi phần được mấy? Mợ Tham ngơ ngác Sao lại chia làm năm? Bà Hàn cười Không làm năm đầu con thì là bao nhiêu? Anh cả là một nhé Chú Phán là hai nhé Chị là ba nhé Nhà tôi là bốn nhé Còn cô Liên nữa Không phải là năm thì là mấy hử ba? Bà? Bà tham dãy nảy lên Vô lý Con gái cũng phải chịu đầu ma bằng con trai Thì thực là vô lý Sao lại vô lý Con nào không là mẹ đẻ ra Nhưng lúc chia của Hỏi ba cậu được bao nhiêu Hỏi tôi và dì liên được bao nhiêu Con trai bao giờ trả được hơn con gái Vì con trai còn trách nhiệm bao công việc gia đình Trách nhiệm bao công việc gia đình Mà tôi thấy đẻ ốm Mấy lần về Vợ chồng nhà mợ đưa cho đẻ vòn vẹn được 5 đồng bạc Thế còn bao nhiêu cao Bao nhiêu sâm, nhung, quấy phụ của tôi thì vứt đi. Tôi thấy thiên hạ có chán người mẹ ốm, đem con đàn con đống về ăn hàng nửa tháng, mà lúc đi đưa cho mẹ được những ba đồng. Ba đồng, phòng có đủ cho sáu đứa con của họ ăn quà không? Đừng nói chi đến tiền cơm vội. Bà tham sừng sụ. Hỏi đứa nào bảo với mọ rằng tôi chỉ đưa cho đẻ có ba đồng. Tôi nói thiên hạ. Không có thiên hạ nào ở nhà này. Mọ nói ai thì mọ bảo. Tôi nói thiên hạ chứ tôi chả nói ai. Nhưng đây bảo cho mợ biết rằng, ai cũng vậy, có con phải nghĩ vì con, có chồng phải gánh sang sơn nhà chồng. Tôi đây đi lấy chồng, tôi phải lo việc nhà chồng tôi, chứ chả phải như ai mà bòn rút của nhà chồng về mà nuôi bố nuôi mẹ. Ấy, tôi cứ bảo thực cho mợ biết, chứ đừng bì với tôi được. Bòn rút hay không, chị cũng phải chịu một đầu ma. Chú Lưu cứ tính hộ xem, 327 đồng, 300 chia cho năm tính mỗi phần sáu chục này, 25 đồng chia cho 5, mỗi phần 5 đồng là 65 đồng này. Còn 2 đồng nữa chia cho 5, mỗi phần 4 hào. Vị chi đi mỗi phần phải chịu 65 đồng 4 hào cả thể, phải không chú? Thầy Lưu sắp sửa hạ con tính, bà tham quát. Không được, con gái không đời nào phải chịu một đầu ma bằng con trai cả. Đi đến đâu thì đi. Vì bà nói to quá, ông giáo từ nãy đến giờ chỉ cười tùm tìm, phải vội nhẹ nhàng can. Ấy ấy, tôi xin, các bà có nói xin cứ nói khẽ cũng đủ nghe Nói to quá người ngoài người ta nhĩ một quan chiêm mất Bà tham lại càng quát lớn Khen hay chê cũng mặc Nhưng ai muốn diện với người quen kẻ thuộc Bày vẽ cho tốn kém Mỗi chốc một đồng bạc thì người ấy chịu Chứ đừng bổ bán đến tôi Bà Hàn cười lạnh lùng Phải Ai là người dục đi mua các thứ để rửa mặt cho chồng con Thì người ấy chịu Chứ đừng bắt đến tôi Mợ tham đứng phát lên Xỉa sói vào mặt em Tôi dục à? Mặt mợ với mặt tôi, hỏi xem tôi dục à? Chồng con tôi hữu xạ tự nhiên hương, việc gì tôi phải rửa mặt với đứa nào chứ? Tôi, tôi cũng không phải diện với đứa nào, chỉ sợ không tiền, chứ có tiền thì chán cách làm nên giá nên xanh. Có tiền thì ấm vào thây vào xác chứ ai nhờ, nên giá nên xanh. Ồ, nếu không có ai thì nên danh nên giá chán. Tôi cũng trả ơn, vì chín chục bạc của tôi. Giật chày giật cối, cũng đã quá công thuê. Nộ khí đã đưa đến nhiệt độ tột cùng Mợ tham xông đến trước mặt bà Hàn Nhảy cỡn lên Vừa vỗ vào đùi đánh phạch Tao bảo cho cái mặt con thằng cu cõn biết rằng Tao vay thì tao xả Nói nữa thì tao gang họng ra Ông tham, ông Hàn, ông phán Thấy tình thể gai go quá Phải xuống lại can Ông giáo vẫn tủm tỉm cười Thấy họ đã can được bà tham với bà Hàn Làm tan mất cuộc lưu huyết rất vui Thì lấy làm bực lắm Luôn luôn nói Mặc họ, Ô, cứ để họ đánh nhau có được không có điều tôi muốn yêu cầu các bà là có đánh nhau cũng nên khe khẽ mà ngầm cấu ngầm xé nhau thôi chứ chớ kêu to nhĩ một quan chiêm họ kéo đến xem thì vỡ nhà mất bà tham đã trở về yên vị ở chỗ cũ ho hen thở như vẫn chưa nguôi tức nghe ông giáo nói lại rít lên nhưng bảy vẽ ra tốn kém tại những ai kia chứ trả lại tôi vừa buộc lại khăn bà hàn vội đáp cũng trả tại tôi Bà giáo cô Liên suốt từ lúc tấn kịch đổi sang cảnh khác để cho vai bà được nghỉ đến giờ cứ việc ngồi xem. Thấy hai người cùng phe chỉ vì quyền lợi xung đột đương trở đáo đả lại nhau. Bà và cô đã thấy mát cả lòng cả ruột. Nhưng đến câu hai người cùng chối không phải tại họ gây ra việc ma chay tốn kém. Sợ họ sắp sửa đổ cho tại bà, bà cũng đầy đầy chối. Có cả nhà biết, cũng trả tại tôi. Ông Phán Lưu cũng đừng sắp nói một câu gì tương tự để phòng thủ tự vệ kẻo người ta lại đổ tại ông thì ông giáo nhịn mãi mới tránh được chàng cười đứng ra can thiệp cũng chẳng tại tôi cái đó tất ai cũng biết mà cũng chẳng tại anh tham anh hàn chú phán hay cô liên như vậy lẽ tất nhiên là tại một kẻ vô danh các người xem báo hàng ngày có thường thấy những vụ trộm cắp nào mà người ta vẫn xin tỏa truy tố kẻ vô danh nhưng kẻ vô danh trong vụ trộm cắp thì tài chủ được sở mật thám tầm nã cho còn kẻ vô danh trong vụ để cho các người tốn tiền này Đã có tôi đảm nhận việc tầm nã cho xa Nghỉ để đưa cặp mắt ngây độn trong mọi người Hắn chợt tiếp Thưa các người Kẻ vô danh ấy là mẹ chúng ta vậy Chính là mẹ chúng ta vậy Cử tòa đều sửng sốt Khi nghe câu nói đại bất kính đó Nhưng hắn cứ tảng lờ không biết Dùng một thứ giọng luận tội của quan tòa Phải Chính danh thủ phạm là mẹ chúng ta đây bởi cái lẽ rằng ai bảo bà cụ chết đi cho các người phải tốn tiền. Đã đành rằng cũng chỉ muốn cho bà cụ chết đi để vừa khỏi phải bận mình vừa được dịp báo hiếu không phải cho bà cụ nhưng chính là báo hiếu cho bạn bè làng xóm. Như vậy thì bà cụ phải xứng đáng chịu hết mọi trách nhiệm và công việc tốn tiền này. Các người không việc gì phải nhặng dị lên cả. Nếu các người muốn đưa kẻ vô danh ấy lên quan truy tố thì tôi sẵn lòng làm chứng cho. Nếu các người muốn xử cho êm thấm thì tôi cũng có cách xử cho êm thấm. Hắn lại nghỉ để nhìn quanh nhà một lượt. Mọi nét mặt đều tươi nở khi nghe hắn nói sẽ xử cho êm thấm bằng cách nào đó. Ai cũng nóng lòng muốn hỏi mà không ai dám hỏi. Như đoán được ý ấy, hắn tiếp theo. Nó là cách thế này. Lúc mất đi, các người cũng đã biết. Đẻ có giao cho tôi hai mẫu kỵ điền, cẩy cấy lấy hoa màu cũng lễ hàng năm. Nhưng này bởi vì đã quá tiêu đi của các người thì bà cụ hãy vui lòng nghi hưởng sự rộ tết ít lâu để tôi bán kỵ điền đi trang trải các món ma chay còn thừa được bao nhiêu sẽ lại chia cho cả các người thế là vừa không mất vốn vừa được lãi đèo vừa được tiếng báo hiếu cho mẹ các người có cả dê lẫn bò thế là khỏi ai phải ta thán cãi cọ nhau hoặc đánh đập nhau ngộ lỡ qua tay gây ra án mạng thì bà cụ lại phải gánh trên lương tâm thêm một tội sát nhân nữa vậy các người có bằng lòng không thì bảo có hay không? Nghe điều đề nghị của hắn xuôi tay như thế, thì ai là người chả bằng lòng? Nhưng là một bằng lòng vẫn không tiện nói xa, nên không ai nói. Hắn lại hỏi gặng, thế nào hử, có hay không? Nhưng ai lại đi bán ruộng kỵ điên? Hắn trừng mắt lên nhìn mợ tham. Thế nghĩa là chị không bằng lòng, có phải không? Mợ tham tưởng nói lấy một câu chiếu lệ để tự rũ mọi trách nhiệm tiếng tam về phần mình. Không ngờ bị hắn hỏi dồn ấp úng cái đó là quyền ở cậu tôi là phận gái biết thế nào bà hàn cũng vội xen bác là trưởng thì bác tính thế nào chúng tôi cũng xin theo chứ phận dâu con tôi dám biết gì vào những công việc ấy ông giáo cười khà như người say dù quá tình ông chưa được tập rượu nào vào miệng đã tử sáng à thế đấy bây giờ mới đến quyền tôi vậy quyền tôi thì tôi tính như thế đấy bà giáo vẫn cái bà giáo không ai ưa nổi Chầu môi ra vừa nguyết ông một cái rõ xài. Cậu dở hơi lắm Hỏi ai hôm nọ muốn vẽ 5 giây bảy lợn Để đẹp mày đẹp mặt Thì bây giờ người ấy bỏ tiền tay ra mà chịu Việc gì phải đi bán ruộng kỵ điên Mẹ nằm xuống chưa khô cái cỏ Chưa nọ hòn đất đã đi bán ruộng Mà sao không bán tư điền để chia cho Để bổ nhau ra mà gánh Lại đi bán kỵ điền Không sợ thiên hạ người ta chửi cả tòa cả lũ lên cho Mở im đi Chặn lời mở, hắn quát lên Dở hơi, tôi vẫn không chối cãi là tôi không dở hơi bởi vì ở đây đã có thừa những người khôn ngoan để có đủ tư cách cạnh tranh trong việc thương mại những xác chết cùng với các ông đồ tể có một điều đã thua các ông đồ tể là các công ty của những người buôn xác chết đó đã phải hùn ra nhiều vốn quá để đến nối vỡ trước khi thu được lãi về cứ như tôi không đợi để nghe xem hắn nói thiên nói địa những gì bà hàn vội hoan nghênh vâng cứ như em chỉ một con lợn mời giáp cũng xong và sang ra thêm con dê nhỏ nữa để với một con gà giò cũng đủ tế bà cụ một tuần tam sinh chu tất bà tham nói câu ấy đoạn cười với các em bằng một nụ cười hòa giải quả nhiên ai nấy đều sẵn lòng hòa giải cùng nhau cả với cái đề nghị bán kỵ điền của ông giáo trừ vợ ông xa và vẫn trừ vợ ông xa mỗi người một khi đã thấy mình làm tròn bổn phận của người con trí hiếu rồi đều cho phép lương tâm được nhẹ nhõm đề nghị đến việc riêng mình mà trong mấy hôm những bối rối về tang ma họ đã không được một lúc nào nghĩ đến. Ông Phán Lưu sực nhớ Bích Vân và giá tiền năm mẫu ruộng. Ông tham đến tên tuổi, trước tước mình đang trong cáo phó, đương được người ta xem đến trong khắp năm xứ Đông Dương. Ông Hàn đến những công việc sau này, phải làm lụng thế nào để ở lại với bà giã vi nhà ông mà trải những phút san lao. Bà Hàn đến người bạn trí thân để cho bà được dốc bầu tâm sự về những việc mới xảy ra, những hiếu đạo của bà và những bất hiếu bất đạo của từng người khác. Và mở tham Riêng mợ đã không đủ kiên tâm như mọi người, đợi bao giờ đến lúc lên chỗ cậu làm mới có thể giải khuây được nỗi lòng đau khổ. Nhân cũng muốn cho hội đồng bế mạc, mợ đã đứng lên trước nhất, xà hiền mấy thằng nhỏ đi chiều tập lấy bốn chân nữa để mua vui cho nhà cửa đỡ lạnh lùng. Không có việc gì để nghĩ và để làm, ông giáo vươn vai một cái. Đoạn đến bàn thờ, kéo tấm vải điều phủ xuống bức truyền thần bà cụ, để cho khuất cả hình, cả bóng cả má hồng môi son